Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Tập 26. Chương 251. Hủy diệt. Hàn Lập thấy Mạc Thải Hoàn như thế, biết bây giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện này. Cứ như vậy, Mạc Thải Hoàn dẫn hắn đi tới trước một căn tiểu điếm thì ngừng lại. Nơi này, Hàn Lập có chút ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mạc Thải Hoàn. Đúng vậy, là nơi này. Muội cùng mẹ buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm một chút linh thạch để mua đan dược áp chế căn bệnh của mẹ mà thôi. Mạc Thải Hoàn sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Sau đó, đi vào trước. Hàn Lập thấy vậy cười cười, cũng không nói gì, theo đi vào. Mẹ, mẹ xem con dẫn ai tới đây. Hàn Lập mới vừa bước vào cửa điếm, đã nghe thấy thanh âm Mạc Thải Hoàn vang lên. Sau đó lại truyền đến một thanh âm mà Hàn Lập quen thuộc nhưng có chút già nua. Còn có thể có ai đến? Từ khi đại thúc của con chết đi, cũng chỉ có Hương Liên Thẩm cách vách đến thăm chúng ta thôi. Thanh âm này đúng là của Nghiêm Thị, mặc dù so với trước kia khàn khàn đi rất nhiều. Không phải là sư huynh tới, con ở trong bảo gặp được sư huynh. Mạc Thải Hoàn hưng phấn kêu lên, sư huynh, mấy vị sư huynh của con không phải đã sớm qua đời rồi sao? Đứa nhỏ này chẳng lẽ thần trí mơ hồ rồi? Nghiêm Thị rõ ràng có chút lo lắng. Lúc này, Hàn Lập đã thấy rõ tình hình trong điếm. Một căn phòng nhỏ cỡ 6-7 trượng, có một cái quầy gỗ, ở trên có để mấy cái phù lục cấp thấp, còn có chút nguyên liệu không đáng tiền. Còn có một cánh cửa gỗ đi thông vào phòng trong. Phía sau quầy có một phụ nhân đang nằm trên một cái ghế thái sư bằng trúc, có chút lo lắng nhìn về phía Mạc Thải Hoàn. Đúng là Nghiêm Thị đã gần 10 năm không gặp. Chỉ là bà ta lúc này, khuôn mặt đã già đi rất nhiều, còn mang theo vẻ bệnh tật. Chỉ có thể từ giữ chân mày còn có thể nhìn ra bóng dáng mỹ phụ nhân lúc đầu. Hàn Lập tiến vào, tự nhiên khiến cho Nghiêm Thị chú ý. Chỉ là khi thấy rõ được Hàn Lập, thì cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, không khỏi muốn đứng dậy. Nhưng hiển nhiên, do mang bệnh nặng trong người nên không thể làm theo ý được. Chỉ hơi nhổm lên, người lại ngã xuống. Mạc Thải Hoàn ở một bên thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đỡ. Ngươi là Hàn Lập. Nghiêm Thị sau khi cố sức thở hổn hển mấy, cũng không giật mình giống như Mạc Thải Hoàn, chỉ là kinh ngạc là chính, lại mơ hồ có vẻ vui mừng cùng hy vọng. Hàn Lập tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi chần chờ, cũng bước lên vài bước thi lễ nói, tứ sư mẫu khỏe chứ? Ngươi vẫn nhận ta là sư mẫu, không hận chuyện năm đó sao? Nghiêm Thị sau khi nghe thấy Hàn Lập xưng hô tứ sư mẫu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Chuyện năm đó, ta cùng Mạc sư trong đó là ai không phải, cái này tạm thời không nói, nhưng Mạc sư cùng ta có danh phận thầy trò. Đây chính là hàng thật giá thật, cho nên tiếng sư mẫu ta cần phải gọi. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói. Về phần chuyện giải dược sau đó, càng không cần phải nói. Ta không phải vẫn đứng ở chỗ này sao? Hàn Lập không thèm để ý nói. Đích xác với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn bây giờ, tự nhiên không cần hận thù gì với người thế tục. Đối với chuyện của mấy vị sư mẫu Nghiêm Thị, đương nhiên cũng sẽ không để vào mắt. Đúng vậy, với tài trí của ngươi, nói vậy tại tu tiên giới cũng sẽ không tệ. Không giống ta và mấy vị sư mẫu ngươi, đều thành chó nhà có tang. Khụ, Nghiêm Thị mới vừa cảm khái vài câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên một mảng, ho khan một trận. Mẹ, mẹ không sao chứ? Sư huynh. Mạc Thải Hoàn kinh hoàng vội vàng nhẹ vuốt ngực Nghiêm Thị, ánh mắt nhìn Hàn Lập tràn ngập ý cầu khẩn. Để ta xem. Hàn Lập thật sự chịu được ánh mắt ai oán của Mạc Thải Hoàn, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay của Nghiêm Thị mà bắt mạch. Nhưng chỉ chốc lát sau, thần sắc tự nhiên mà buông ra. Sau đó nói, không có gì, chỉ là vết thương cũ năm đó phát tác, hơn nữa mấy năm nay tựa hồ không nghỉ. Ngơi cho tốt, vô cùng lao tâm lao lực, có trị được không? Mạc Thải Hoàn lo âu hỏi. Yên tâm, nếu là 10 năm trước đối với vết thương cũ này, ta thật có chút bó tay. Nhưng hiện tại căn bản chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hàn Lập an ủi nói,
sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra HOP kim châm, thi triển thuật châm cứu đối với Nghiêm Thị, làm cho Nghiêm Thị lập tức không ho khan nữa. Sau này, mỗi ngày dùng một viên, hơn 10 ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Hàn Lập lại lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Nghiêm Thị, tự tin nói. Nghiêm Thị cảm giác được toàn thân trên dưới không chỗ nào là không thoải mái. Bệnh nhiều năm thật sự đã không còn nữa, lúc này giống như là đã trẻ lại mấy tuổi. Hiện tại sau khi nhận lấy bình thuốc, nàng càng không biết nói gì cho tốt nữa. Hàn Lập, lời cảm kích của Nghiêm Thị chỉ vừa mở miệng đã bị Hàn Lập cắt ngang. Hiện tại có thể nói rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng với tại sao hai người lại đến Yến Linh Bảo. Hàn Lập đối với mấy việc này cũng muốn biết rõ. Nghiêm Thị nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ bi thống, chậm rãi kể lại chuyện năm đó. Thì ra, lúc đầu Hàn Lập thế mặc phủ trừ đi Độc Phách Sơn Trang Âu Dương Phi Thiên, đích xác làm cho Kinh Giao Hội sớm đã có sự chuẩn bị, đã chiếm tiện nghi lớn, chiếm đi hơn phân nửa địa bàn cùng ích lợi. Nhưng một bá chủ khác của Lam Châu là Ngũ Sắc Môn phản ứng cũng thật không chậm, cũng nhanh chóng thôn tính một nửa lợi ích. Cứ như vậy, Lam Châu đã hình thành thế song hùng đối đầu. Nhưng nếu Tam Quốc Bình Hành đã bị phá, tự nhiên một núi không thể có hai hổ. Kết quả, sau khi Mặc Phủ thống lĩnh Kinh Giao Hội cùng Ngũ Sắc Môn xuống tay, mới phát giác các nàng thật sự làm sai một chuyện. Thật sự không nên để cho Âu Dương Phi Thiên chết đi như vậy. Thực lực của Ngũ Sắc Môn này vượt xa lực lượng thể hiện ra bên ngoài. Dĩ nhiên chí đánh một trận đã đánh cho Kinh Giao Hội đại bại. Sau đó, Kinh Giao Hội đã bị nhổ tận gốc, Mặc Phủ cũng bị số lượng lớn cao thủ của đối phương tập kích. Dưới tình thế bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là phá vòng vây chạy trốn. Kết quả nhị phu nhân Lý Thị cùng ngũ phu nhân Vương trong khi phá vây đã chết. Những người khác sau khi thoát khỏi vòng vây, lập tức chia nhau chạy trốn. Nghiêm Thị dẫn theo Mặc Thải Hoàn, một đường bị đuổi giết, mắt thấy mẹ con sẽ cùng chết, thì một vị trung niên tự xưng là Yến Trụ cứu lấy Nghiêm Thị. Sau khi được sự đồng ý của hai mẹ con, đưa các nàng vào trong Yến Linh Bảo, trở thành người thường di cư vào Yến Gia Bảo. Yến Trụ chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp của Yến Linh Bảo, năng lực có hạn, nhưng đối với mẹ con Nghiêm Thị vô cùng không tệ. Nghiêm Thị vì báo đáp ơn cứu giúp, dứt khoát một năm sau đã gả cho người này. Mà Mặc Thải Hoàn bởi vì càng lớn càng diễm lệ động lòng người, vì sợ bị trêu chọc làm phiền, Yến Trụ dứt khoát tuyên bố ra ngoài Mặc Thải Hoàn chính là quá phụ, ở bên ngoài đã sớm thành hôn, khắc chết trượng phu mới vào trong bảo. Kể từ đó, Mặc Thải Hoàn lúc nào có người trong lòng, chân chính thành thân thì mới cải chính lại. Cứ như vậy, cuộc sống yên ổn của mẹ con Nghiêm Thị ở trong bảo đã 2 năm. Nhưng đáng tiếc chính là Yến Trụ trong một lần chấp hành nhiệm vụ của gia tộc, bất hạnh ngoài ý muốn, táng thân ở bên ngoài. Cái chết này làm cho mẹ con Nghiêm Thị lại không còn người chống lưng, xuất bảo thì không thể, không làm gì khác hơn là một mình tiếp tục sống tại Yến Linh Bảo. Cũng dùng số linh thạch ban cho khi Yến Trụ chết, mở một tiểu điếm nhỏ, buôn bán kiếm sống qua ngày. Nếu là cứ như vậy, cửa hàng dù thu vào mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đủ cho Nghiêm Thị xem bệnh mua thuốc, ngăn chặn thương thế. Nhưng thời gian trước, các cửa hàng vốn vẫn thường cấp phù lục cấp thấp cho các nàng bán, đột nhiên đồng thời không cung cấp cho các nàng nữa, làm cho tiểu điếm của Nghiêm Thị lâm vào nguy cơ. Nghiêm Thị là người ra sao, lập tức thấy được vấn đề trong đó. Sau khi tìm hiểu, đã tìm ra người giở trò sau lưng. Thì ra một vị tu sĩ ở tại phụ cận đã để ý đến Mặc Thải Hoàn thường hay đi ngang qua. Dĩ nhiên cũng không để ý đến lời đồn Mặc Thải Hoàn khắc phu, đưa ra ý nạp Mặc Thải Hoàn làm thiếp. Nghiêm Thị tự nhiên sẽ không đáp ứng, kết quả làm cho vị tu sĩ đại nhân này cực kỳ tức giận rời đi. Vì vậy, người sau lưng giở trò này tự nhiên là tiếp tục. Mà Hàn Lập hôm nay khi đụng Mặc Thải Hoàn trên đường, vừa lúc là Mặc Thải Hoàn lại đi tìm nơi cung cấp, lại to tiếng một hồi. Nghiêm Thị tường tận từ từ kể ra, Mặc Thải Hoàn thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Hàn Lập cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Bất quá, khi nghe tới Mặc Thải Hoàn bị người cường bức nạp thiếp, thì không khỏi cười nhẹ 2 tiếng.
Không nghĩ tới, tiểu yêu tinh năm đó lại còn có người muốn cướp. Bất quá, đừng nói tiểu yêu tinh này mấy năm nay không gặp, thật sự đã trưởng thành đại yêu tinh, quả thực là loại mê chết người không thường mạng. Hàn Lập, ngươi trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, công pháp nói vậy cũng tinh tiến đã hơn 9 tầng chứ. Nghiêm thị một lần nữa sau khi đánh giá Hàn Lập, khách khí hỏi. Nàng tại Yến Linh Bảo mấy năm nay, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng một ít thưởng thức tại tu tiên giới, cũng biết không ít. Cũng tạm, sư mẫu muốn ta giải quyết khỏi sự làm phiền của tên tu sĩ này sao? Hàn Lập sau khi mỉm cười, trực tiếp nói. Nghiêm thị nghe xong, có chút xấu hổ, nhưng cũng không phản đối. Nghe khẩu khí Hàn Lập, tựa hồ nguyện ý hỗ trợ. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 252 Phân Ly. Về công pháp của người tu sĩ này các ngươi biết một ít chứ? Nếu không phải là người thuộc họ Yến, tu vi không cao, thì ta có thể thuận lợi giải quyết được. Hàn Lập nhíu nhíu cái mũi của mình bình tĩnh nói. Kỳ thật, hắn hỏi như vậy là để hiểu rõ về tên này. Còn về tu vi cao thâm như thế nào thì cũng là bản năng cẩn thận của hắn mà thôi. Ta đã bảo Thải Hoàn dò xét chuyện này. Nghe nói người tu tiên này công pháp cơ bản đã đến tầng thứ 5. Tuy cũng tính là nhà họ Yến, nhưng trong Yến gia khẳng định vai trò của hắn rất bình thường. Nếu mà là các đệ tử được tôn trọng thì sao phàm nhân chúng ta còn có thể ở nơi này được? Nghiêm thị không hổ là thủ lĩnh trước kia của Mộc Phủ. Cho dù là nay đã đi xuống như vậy nhưng mọi chuyện vẫn quản lý rất chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng. Cái này không có vấn đề gì. Lát nữa sư muội dẫn ta đi xem sao, nhân tiện khi đến đó ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này. Hàn Lập nghe xong, gật đầu nói, đa tạ sư huynh. Muội biết nhất định sư huynh sẽ hỗ trợ mà. Mạc Thải Hoàn ở một bên nghe rất rõ ràng, cực kỳ cao hứng mà ngọt ngào kêu lên. Hàn Lập, thật sự là phiền toái cho ngươi. Nếu không phải là đối mặt với sự bức bách của người tu tiên này, hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phải ứng phó như thế nào nữa. Nghiêm thị trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nơi đây tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu phàm nhân chúng ta, nhưng trên thực tế lén khi nhục phàm nhân rất nhiều, Yến gia làm sao có thể xử phạt những tu sĩ này. Nếu không cẩn thận, ngược lại cùng tu sĩ kết thù thì từ nay về sau những việc như thế này rất thường xuyên xảy ra. Hàn Lập tử trong đó nghe ra được một ít ý tứ không cam lòng. Dù sao, so sánh với trước kia tại Mạc Phủ nắm giữ quyền sinh sát, thì trong cuộc sống hiện nay đối với Nghiêm thị mà nói quả thật là bị khuất nhục không ít. Hàn Lập sau khi nghe xong, im lặng một lát rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề làm hắn nghi hoặc. Sư nương, sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình, vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình? Nếu là một gã tu sĩ thì không phải là có chỗ dựa rất tốt sao? Lập gia đình, muội mới không chịu lấy người tu tiên trong Yến gia làm chồng đấy. Nghe Hàn Lập nói thế, Nghiêm thị thì cười khổ, còn Mặc Thải Hoàn lớn tiếng phản đối, thần tình như mất hứng. Sao lại vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc. Sư huynh, người tu tiên Yến gia căn bản là không lấy nữ phàm nhân chúng ta. Đừng nói là làm vợ, căn bản ngay cả so với nô tỳ ở thế tục cũng không bằng. Có chút không đồng ý là họ thường xuyên la mắng và đánh đập. Muội dù cả đời độc thân cũng không lập gia đình trong này. Mặc Thải Hoàn thanh âm vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên đối với việc này rất là kiêng kỵ. Hàn Lập, ngươi chắc không biết, sư muội ngươi có kết giao với một bằng hữu cũng được gả cho người tu tiên trong bảo. Kết quả chẳng không xem vừa mắt, mà còn bị ngược đãi. Sau này dung nhan bị giả cả đi, còn bị họ tùy tiện tìm một cái cớ đưa trả trở về gia đình, kết cục cực kỳ thê lương. Mà người tu tiên kia lại đi lấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp khác. Khụ, nhìn tâm địa người tu tiên như vậy, ta cũng thật là không muốn cho Thải Hoàn chịu khổ. Cho nên, gả cho người thường, sư muội của ngươi tầm mắt cũng rất cao, cũng sẽ có người lọt vào mắt của nó thôi. Nghiêm thị ở một bên thấy hành động của Mạc Khải Hoàn nên giải thích một chút. Thì ra như vậy, nhưng sư muội cũng không có khả năng cả đời không lấy chồng. Hàn Lập nhíu mày, tự nhiên nói,
Những lời này vừa nói ra, thần sắc Nghiêm thị liền động, tựa hồ lại nghĩ đến điều gì đó nhưng lại chần chừ một chút không có nói ra. Mà Mạc Thải Hoàn lại chẳng biết nhớ tới cái gì, cúi đầu, im lặng không nói gì. Hàn Lập lúc này mới ý thức được không khí đột nhiên có chút không đúng, tựa hồ. Hắn liền mở miệng nói, sư muội, muội dẫn sư huynh đi. Hay là trước tiên đi giải quyết vấn đề dây dưa với tên tu sĩ kia cái đã. Mạc Thải Hoàn chủ trừ một chút rồi đáp. Mà Nghiêm thị ở đây cũng không có ý tứ phản đối. Vì thế, Hàn Lập cùng Mạc Thải Hoàn tạm thời ra khỏi cửa tiệm, thẳng đến nơi vị tu sĩ kia mà đi đến, tựa hồ khá xa. Sư huynh, công pháp của huynh rốt cuộc là tầng thứ mấy vây? Mà cái gã kia như thế nào vừa thấy huynh đến liền giống như là chuột thấy mèo vậy, không ngừng gọi tiền bối, lại không ngừng thở dài. Cái thần thái cung kính kia, quả thật giống như là gặp phải lão tổ tông vậy. Mạc Thải Hoàn trong mắt Hàn Lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ, trên đường nhỏ líu lo nói không ngừng, nhìn như mới 20 vậy. Hàn Lập thấy vậy cười nhẹ nói, không có gì, chỉ có điều là cảnh giới cao hơn một tầng. Theo quy củ của tu tiên giới nên hắn mới gọi huynh là tiền bối. Mạc Thải Hoàn nghe xong, trong mắt vẻ vui mừng lóe lên, càng thêm cười hì hì nói, chẳng qua, muội tưởng tượng lại vẻ buồn cười của hắn khi thấy muội xuất hiện, nên không nhịn được cười. Lần này Hàn Lập không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Mạc Thải Hoàn. Trong chốc lát đã khiến cho Mạc Thải Hoàn ngượng ngùng đem khuôn mặt né qua một bên nhìn, cũng không lên tiếng nữa. Nhưng một lát sau, nàng bỗng nói một câu làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Sư huynh, chẳng lẽ không có linh căn là không thể trở thành người tu tiên sao? Muội cũng muốn trở thành tu sĩ giống như huynh vậy. Quay đầu trở lại, Mạc Thải Hoàn đã biến thành vẻ mặt u oán, thanh âm cũng tràn ngập sự chờ đợi. Hàn Lập nghe như thế trong lòng cũng không tránh có chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì. Theo từ xưa đến nay, không có linh căn thì thật là không thể tu luyện pháp thuật. Đây là sự thật không thay đổi được của tu tiên giới hơn 10 vạn năm nay. Hắn nào có bổn sự lớn như vậy để phá vỡ quy củ này. Mạc Thải Hoàn thấy biểu tình của Hàn Lập, vốn tâm tình có chút nóng vội nhất thời nguội lạnh. Xem ra vị sư huynh thần thông quảng đại này một chút biện pháp cũng không có. Nàng ta không khỏi ảm đạm, yên lặng đi sau Hàn Lập vài bước. Chậm rãi mà đi, cả người có vẻ an tĩnh hơn. Đợi khi hai người còn cách tiểu điếm không xa thì Hàn Lập đột nhiên dừng bước, xoay người lại nói với Mạc Thải Hoàn, huynh còn có việc nên không thể trở lại đi gặp sư mẫu. Chúng ta chia tay tại chỗ này đi, huynh còn ở tại Yến Linh mấy ngày nữa, về sau có lẽ sẽ còn cơ hội gặp lại. Cái gì? Sư huynh muốn đi? Mạc Thải Hoàn trước tiên là cả kinh, sau đó thần tình có chút thất vọng. Trong này có hơn 10 viên linh thạch, lưu lại cho sư mẫu dùng khi gặp tình trạng khẩn cấp. Huynh hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hàn Lập từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Mạc Thải Hoàn. Đa tạ sư huynh, Mạc Thải Hoàn nhỏ giọng nói. Có vẻ yếu đuối vô cùng, trong mắt có vẻ không nỡ. Hàn Lập thấy biểu hiện lúc này của nàng, trong lòng không hiểu tại sao lại có một cảm giác phi thường khó chịu. Hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một cái bình bạc, từ trong lấy ra một đan hoàn màu phấn hồng. Uống nó mặc dù không thể làm cho muội trở thành người tu tiên, nhưng có thể làm cho muội sống thọ thêm vài năm, dung nhan không đổi, sẽ không bị già đi, coi như là lễ vật của sư huynh tặng cho muội. Hàn Lập thần sắc trịnh trọng nói, sư huynh, muội. Mạc Thải Hoàn nghe lời này, không khỏi vừa mừng vừa sợ lên tiếng, tâm tình kích động muốn nói ra những lời trong lòng. Nhưng Hàn Lập không cho nàng cơ hội nói ra, ngón tay bắn ra viên đan dược tiến thẳng vào trong miệng, theo yết hầu không tự chủ được mà đi xuống. Sư muội, ta đi rồi, muội cùng sư mẫu bảo trọng. Hàn Lập vừa nói xong, người liền nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình mơ hồ một chút rồi biến mất tại chỗ. Sư huynh, Mạc Thải Hoàn kinh ngạc kêu lên, bước lên trước vài bước. Xung quanh tịch mịch, bóng dáng của Hàn Lập nào có thấy đâu. Dưới sự bất đắc dĩ, Mạc Thải Hoàn thần sắc ảm đạm chậm rãi đi về cửa hàng của mình. Qua một khoảng thời gian, thân hình Hàn Lập mới hiện lên ở sau một gian phòng cách đó không xa. Sau đó yên lặng đứng xem,
trong chốc lát liền không do dự xoay người rời đi. Vị sư muội này đối với chính mình muốn nói cái gì đó, tuy nhiên Hàn Lập cũng không thể khẳng định, nhưng cũng có 7-8 phần mơ hồ đoán ra. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cùng với đối phương là hữu duyên vô phận. Cảm giác của hắn vẫn chưa tới bước đó. Càng huống chi, hắn đã tới trúc cơ kỳ, sống thật lâu, thật sự cùng đối phương cách quá xa. Đồng thời hắn cũng không muốn nhiễm vật tình cảm. Dù sao mắt thấy người mình yêu ngày càng yếu dần đi mà mình lại không thể làm gì. Loại sự thật này không phải Hàn Lập có thể chịu được. Thiên Hà Cư, một trà lâu cao 3 tầng, kiến trúc cổ kính, có chút khí phách xuất hiện trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập mơ hồ liếc mắt qua, sau đó không tiếp tục suy tư bởi vì hắn đã cảm giác được trong cổ lâu có vài cổ pháp lực dao động, cùng với hắn cũng không có sai biệt lắm. Thậm chí còn có tu sĩ trúc cơ kỳ có linh lực cao hơn hắn. Tiến vào trà lâu, nhìn lướt qua tầng thứ nhất rồi không tiếp tục dừng lại, trực tiếp lên tầng 2. Bởi vì tầng 1 đều là các phàm nhân một chút pháp lực cũng không có. Tầng 2 có vài tu sĩ nhưng đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, căn bản là không lọt vào trong mắt Hàn Lập. Mà tầng thứ 3 này càng tiếp cận đến pháp lực dao động. Đây mới chính là mục tiêu lần này của Hàn Lập. Các bạn đang nghe chuyện phàm nhân tu tiên tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 253, Quỷ Linh Môn. Hàn Lập vừa đi lên lầu 3, lập tức có mấy đạo thần thức quét tới, chú ý đến hắn. Xem bộ dáng pháp lực của mấy người này phải tới cỡ trúc cơ trung kỳ, so với các tu sĩ mới trúc cơ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Tại động phủ hắn đã bế quan hết 4 năm, đã làm cho pháp lực của hắn tiếp cận trúc cơ trung kỳ, chỉ còn một tầng nữa lại không thể đột phá được. Điều này đã làm cho Hàn Lập tiếc nuối không thôi. Chẳng qua ngẫm lại cũng rất là bình thường. Dù sao hắn trong 4 năm tu luyện đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ, tốc độ so với các tu sĩ bình thường đã rất nhanh rồi. Mà một tầng cuối cùng bị khựng lại này là từ sau khi hắn trúc cơ mới lần đầu tiên gặp, không chỉ dùng dược vật là có thể đột phá được. Hơn phân nửa nhất định còn phải có cơ duyên mới được, hơn nữa cho dù là dùng nhiều dược vật đi nữa cũng chỉ làm cho pháp lực của hắn thâm hậu thêm một ít thôi. Nhưng tầng cảnh giới này cũng không thể dễ dàng vượt qua như vậy được. Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa dò xét sơ qua trên lầu một lần. Người trên lầu 3, tất cả đều là các tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng rõ ràng là chia thành hai nhóm riêng biệt, một nhóm mà Hàn Lập rất quen thuộc, thông qua trang phục thì là tu sĩ của thất đại phái. Một bên thì trang phục hỗn loạn. Tất cả hẳn là các tu sĩ của các nước khác. Tu sĩ thất đại phái chỉ có 5 người, nhưng đều ngồi trên một cái bàn, đang nhỏ giọng bàn luận về điều gì đó, có vẻ thân mật một chút. Mà các tu sĩ còn lại có đến 7-8 người, đều là 1-2 người một bàn, vẻ mặt rất lãnh đạm mà thưởng thức trà, cũng không có chụm lại mà chuyện trò với nhau. Động tĩnh như thế làm cho Hàn Lập cảm nhận được một loại không khí đang giằng co nhau. Hàn Lập đến cũng khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến hắn. Ngay từ đầu xem xét hắn chính là mấy người ngoài kia. Những người khác đều nhìn về phía hắn. Mà Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, hướng đến bàn của các vị tu sĩ thất đại phái đi đến. Dù sao thì hắn cũng là một thành viên trong đó. Hàn Lập đến, làm ánh mắt của các vị tu sĩ khác đều trở về. Mà người của 7 đại phái kia đều mỉm cười đứng lên mà hoan nghênh. Hàn Lập mặc trang phục của Hoàng Phong Cốc, không cần giới thiệu mấy người này cũng tự nhiên quen thuộc vô cùng. Tại hạ Hoàng Phong Cốc Hàn Lập, ra mắt các vị sư huynh cùng sư tỷ. Hàn Lập đem thân phận chính mình hạ thấp xuống, 5 người trước mắt này đã có 3 người là trúc cơ trung kỳ rồi. 2 người còn lại đều giống hắn, trúc cơ sơ kỳ, Hàn sư, đệ. Tại hạ là Thanh Hư Môn Vô Tử, đây là sư đệ Vô Du Tử. Còn 3 vị này là Linh Thú Sơn Vũ Sư Đệ, Cự Kiếm Môn 3 Sư Huynh, cùng với Thiên Khuyết Bảo Phương Sư Muội. Trên bàn 2 gã đạo sĩ trung niên kia hướng Hàn Lập khách khí giới thiệu một chút mọi người đang ngồi ở đây. Sư Đệ một khi đến đây trước hết hãy thưởng thức tuyết linh trà tiên phẩm của Yến Gia Đì. Đây chính là trà lâu mà các tu sĩ khi ra ngoài nhưng chúng ta đều đến thưởng thức cực phẩm. Vị trung niên tu sĩ họ Vũ Linh Thú Sơn cười hì hì, hướng đến Hàn Lập mới ngồi xuống.
lập tức lấy ấm pha trà rót cho Hàn Lập một ly tuyết linh trà. Hàn Lập gật đầu mỉm cười sau đó uống một ngụm trà nhỏ. Mặc kệ người này có phải là vì mình mà nhiệt tình châm trà hay không, nhưng công phu biểu hiện cũng thật không tệ. Trà ngon Hàn Lập tuy cũng không phải là người có nghiên cứu về trà, nhưng cũng không khỏi mở miệng tán dương một câu. Loại nước trà này vừa xuống liền có cảm giác mát lạnh, từ trong bụng xông lên, sau đó kết hợp hương vị với nhau, trở về chỗ cũ vô cùng vừa ý. Tu sĩ họ Vũ nghe xong, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thêm một ít, nhìn Hàn sư đệ nhìn thật lạ mặt, không biết là cao đồ của vị sư bá nào. Đó là vị sư muội khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường hào phóng hỏi. Gia sư Lý Hóa Nguyên, khi đến được trúc cơ kỳ được sư phó chính thức nhập làm môn hạ, chính là chỉ mới mấy năm nay mà thôi. Mong rằng các vị sư huynh cùng sư tỷ chỉ điểm thêm vài phần. Hàn Lập với vẻ mặt thành khẩn nói, ta làm sao có thể chỉ điểm được, tất cả mọi người cùng nhau trao đổi với nhau. Hàn sư đệ một khi đã được Lý sư thúc thu nhận làm môn hạ, hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã được ra ngoài du ngoạn, khẳng định là có chỗ hơn người. Cũng không cần phải khách khí như thế, lần này mở miệng chính là vị hán tử trung niên của Cự Kiếm môn. Tuy diện mạo có chút thành thật trung hậu, nhưng khi nói hai môi cũng không lộ ra, khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Hàn Lập tự nhiên khiêm tốn vài câu. Kể từ đó, ngoại trừ vị vô du tử kia ra, Hàn Lập cùng các vị tu sĩ này rất nhanh đã bàn tán sôi nổi. Mấy vị vừa rồi đang đàm luận vấn đề gì vậy? Hàn Lập sau khi khách sáo vài câu, rốt cuộc cũng nói đến đề tài chính này, cứ như là tùy ý hỏi. Cũng không có gì, chúng ta đang dự đoán. Các vị tu sĩ nước ngoài đến Yến Linh Bảo này là vì nguyên nhân gì? Thật sự có chút trái với lẽ thường. Càn Khôn Tháp Phù Bảo tuy rất chân quý, nhưng cũng không có khả năng có sự hấp dẫn lớn đến như vậy. Vô tử nghe Hàn Lập hỏi như vậy, thần sắc đột nhiên trịnh trọng trả lời. Chẳng qua, nói đến vấn đề mà Hàn Lập chú ý, làm cho hắn không khỏi liên tục gạt đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta vừa rồi nghị luận một hồi, cũng không rõ ràng được cái gì. Nghĩ đến khả năng có dị bảo xuất thế, hấp dẫn bọn họ đến đây cũng không cao lắm. Bởi vì nếu là thực, đến đây không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ kết đan kỳ cũng phải đến sớm chứ, còn có thể bình tĩnh như thế này sao được. Cho nên còn có nguyên nhân khác, chứ không cũng không thể nào giải thích được vấn đề này. Nữ tử của Thiên Khuyết Bảo nói, chúng ta không cần suy đoán lung tung. Qua 2 ngày nữa, đại hội đoạt bảo đã bắt đầu rồi. Tất cả đến lúc đó sẽ hiểu. Nhưng ta thật ra đối với việc hôm nay xuất hiện tu sĩ quỷ linh môn, có chút cảm giác bất an. Nhóm người này không giống bình thường, làm cho Yến gia đệ tử thất bại liên tục thì thật làm cho mọi người ngoài ý muốn. Không biết các vị có biết lai lịch bọn họ chăng? Vị trung niên họ Vũ nhíu mày hỏi, vẻ cười cợt đã hoàn toàn biến mất. Xem ra vị tu sĩ thật sự thấy rất bất an. Vị tu sĩ này vừa nói ra, lập tức làm cho đám người Hàn Lập cũng nhìn nhau. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe đến môn phái này. Dù sao nghe tên thì cũng đoán được 8-9 phần 10 là người trong ma đạo rồi. Nhưng không biết là môn phái của quốc gia phụ cận nào đây, có thể làm cho địa đầu xà ở đây là Yến gia cũng kiêng kỵ như thế, đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy cũng không hề lập tức trở mặt. Khẳng định là bọn họ cũng không nhỏ. Nhưng trong số đông, đương nhiên cũng có người biểu hiện khác biệt, người này là vô du tử cho đến giờ vẫn không mở miệng. Chỉ có hắn là thần sắc không đổi, giống như là biết rõ về quỷ linh môn vậy. Điều này không khỏi làm cho người khác có chút chờ đợi. Sư đệ, người có biết chuyện của quỷ linh môn không? Vô tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sư đệ này của hắn luôn không thích kết giao cùng với người khác, nhưng lại thích tham khảo các loại sách. Chuyện này nói không chừng hắn cũng biết một phần. Quỷ linh môn, một trong 6 tông phái ma đạo của Thiên La Quốc, am hiểu khu quỷ dịch yêu thuật, cũng tinh thông độc thuật cùng một ít ám thuật. Mặc dù yếu nhất trong 6 tông phái, nhưng so với tông phái thực lực cường thịnh nhất trong chúng ta là Yểm Nguyệt Tông thì còn cường thịnh hơn 3 phần. Vô Du Tử vừa ngẩng đầu, lạnh lùng nói xong liền im lặng không nói. Nhưng cũng đủ để làm cho những người khác sắc mặt đại biến. Ma phái của Thiên La Quốc, hèn chi Yến gia lại nhẫn nhịn như thế,
so với Thất Đại Phái chúng ta thì tuyệt đối là một thế lực siêu cấp. Ngoài Chính Đạo Liên Minh chúng ta, thế lực tu tiên đều không thể có khả năng một mình ngăn cản bọn họ xâm lấn lần này, Đại Hán Cự Kiếm Môn biến sắc nói. Sẽ không phải chứ, thế lực lớn như vậy làm sao đột nhiên đi vào Việt Quốc, lại còn tham gia một đại hội đoạt bảo nhỏ như vậy. Nữ tử họ Phương không dám tin tưởng nói, lời nói tự nhiên mang vài phần ý nghĩ hoài nghi. Thiên Nam Thủ Trác, quyển thứ 2, chương thứ 4, Vô Du Tử lãnh đạm nói. À, nữ tu sĩ lúc đầu không hiểu được nhưng một lát sau đã biết được ý tứ trong lời nói của đối phương. Đây là quyển điển tịch thông tin trọn vẹn các đại phái lớn, chuyên môn giới thiệu một ít về nhân tình, phong tục cùng với kỳ văn lý thú ở các quốc gia đó. Đối với sự tình của tu tiên giới cũng có chút đề cập đến. Nhưng bởi vì rất nhiều, nữ tu sĩ này vốn là do vội vàng xem nên không đọc kỹ. Chẳng lẽ sự tình của Quỷ Linh Môn trong sách này cũng có thể tìm được sao? Ngạc nhiên cũng không chỉ có mình nàng, mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vô Du Tử lại miệng cưỡng mở miệng nói tiếp, trong quyển hai này, không riêng gì Quỷ Linh Môn, năm ma tông khác cũng được giới thiệu sơ lược một chút. Nhìn thấy bộ dáng khẳng định của Vô Du Tử, những người khác rốt cuộc cũng tin tưởng lời nói cũng hắn. Ngoài sự kinh hãi hiển thị bên ngoài, mọi người cũng bắt đầu suy đoán dụng ý việc Quỷ Linh Môn đột nhiên đến Yến Gia. Hàn Lập theo thói quen nhíu nhíu cái mũi, lâm vào trầm tư. Sáu tông phái ma đạo của Thiên La Quốc không phải là muốn xâm lấn chứ? Không đúng, Việt Quốc cùng Thiên La Quốc còn cách hai nước nhỏ là Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc. Phải xâm lấn được hai nước này thì mới tiến đến đây được. Hai cái quốc gia này tuy nhỏ nhưng trong tu tiên giới, thực lực cũng không phải là yếu. Có thể tương đương với thực lực của bảy đại tông phái liên thủ. Cũng không có khả năng vô thanh vô tức khống chế hai nước này. Càng huống chi, bên cạnh bọn họ còn có Chính Đạo Liên Minh nữa. Đâu thể nào cho họ cơ hội khoách trương lực lượng chứ. Hàn Lập trải qua một phen suy nghĩ, rốt cuộc cũng đã bài trừ ra các tình huống xấu nhất. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 254, Yến Gia Lão Tổ. Có phải là Quỷ Linh Môn hành động một mình hay liên thủ với năm ma đạo tông còn lại? Thất Đại Tông Phái cũng không cần phải sợ hãi gì. Thậm chí Yến Gia cũng vậy, có khả năng ứng phó người của Quỷ Linh Môn đến. Dù sao Yến Gia cũng có cao thủ kết đan kỳ tỏa chấn. Hàn Lập nghĩ như vậy cuối cùng an tâm một ít. Cho dù có sụp đổ thì cũng có người đứng ra gánh vác. Quỷ Linh Môn tới đây vì cái gì cũng không phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn có khả năng quan tâm. Tất cả đều đã có Yến Gia đối phó bọn họ. Nhưng cũng phải cẩn thận đôi chút. Cho dù là cổng thành có cháy thì cũng không đến phiên hắn. Chẳng biết mấy người khác có nghĩ như vậy hay không. Một lúc sau, thần sắc bọn họ cũng dần dần khôi phục bình thường. Thế nhưng không có người nào nhắc lại chuyện này nữa. Ngược lại tán ẩu một ít vấn đề tu luyện. Vấn đề này cũng hấp dẫn Hàn Lập. Hắn không suy tư nữa mà lập tức gia nhập vào. Thời gian trôi qua khá nhanh. Sắc trời dần dần tối đi. Nói một chút làm cho lưỡi mọi người cũng khô đi. Mặt khác, cũng đã tới thời điểm các tu sĩ phải chia tay cáo từ nhau rồi. Mà chàng trao đổi này làm mọi người thu được không ít lợi ích. Đặc biệt là mấy thủ đoạn cùng với cơ duyên của mấy người đột phá bình cảnh trúc cơ trung kỳ, làm Hàn Lập không uổng công kết giao. Vì thế, theo ý kiến của trung niên họ Vũ đề xuất, ngày mai mọi người cùng tới Sử Thiên Tích, cùng vài đồng đạo tiếp tục đàm luận một phen. Đồng thời giao dịch luôn một vài vật phẩm nhỏ, chẳng phải càng tốt sao. Đề nghị này được mọi người đồng ý. Đương nhiên Hàn Lập cũng không có ngoại lệ. Cứ như vậy, sau khi thương lượng mọi người liền rời đi. Hàn Lập theo bản đồ mà đi đến một khách điếm. Khách điếm này chuyên môn phụ trách tiếp đãi các tu sĩ bên ngoài. Khách điếm này ở Đông Nam Yến Linh Bảo. Nơi đây cũng không lớn lắm. So sánh với vài nơi khác thì kém xa. Do đó, nơi đây tu sĩ không nhiều lắm mới đúng. Hàn Lập chọn nơi đây chính là nó vô cùng thanh tịnh. Bởi vì càng ít người thì phiền toái xuất hiện cũng càng ít. Hơn nữa, nơi đây giáp với tường thành, vạn nhất có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì Hàn Lập cũng đã chuẩn bị để tiện việc đào thoát.
dù sao tu sĩ của Quỷ Linh Môn xuất hiện làm Hàn Lập có cảm giác không được an tâm. Trước tiên chuẩn bị một ít phòng ngừa sự cố phát sinh. Điều này cũng là do thói quen cẩn thận của hắn. Phong Nguyệt khách điếm này quả nhiên cũng không có nhiều khách, có thể những tu sĩ ở nơi này không hề náo nhiệt, hoặc là trời sinh tính lập dị đôi chút nên chọn nơi này. Bọn họ đều ở trong phòng mình mà không hề quấy rầy người của khách điếm. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy vừa lòng, lựa một căn phòng sạch sẽ cho mình. Cho nên, Đồng Nguyên Nhi kia ở tại nơi nào, Hàn Lập cũng không thích tìm hiểu. Dù sao thì khi đại hội đoạt bảo bắt đầu khẳng định sẽ gặp thôi. Đến lúc đó, cùng nữ tử này về Hoàng Phong Cốc là được. Hàn Lập nghĩ như vậy liền ngủ thiếp đi. Ban đêm, khi các tu sĩ bắt đầu tiến vào giấc ngủ hoặc bắt đầu tu luyện thì tại kiến trúc cao nhất của Yến Linh Bảo, thì trong một căn phòng được đề phòng nghiêm ngặt tại Phi Vân Các, có một Hồng Phát lão già chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, khuôn mặt không hề có biểu tình gì. Mà trước người hắn không xa, có ba lão già áo xám đứng, thần sắc rất cung kính. Tử Quân, tiểu tử Quỷ Linh Môn kia nói là đêm nay đến gặp ta sao? Hồng Phát lão già rốt cuộc cũng dừng lại, thản nhiên nhìn một lão già trong đó. Đúng vậy, lão tổ tông, thiếu chủ của Quỷ Linh Môn sau khi chấm dứt luận võ đã truyền âm như vậy. Người này cung kính trả lời. Hồng Phát lão già vô biểu tình gật gật đầu, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên linh quang. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào một gã hắc y nhân. Người này thi lễ nói, lão tổ tông, ba vị trưởng lão, khách đã đến. Được an bày trong đại sảnh, nhưng hắn lại có hai tên hộ vệ, nói như thế nào cũng không chịu ở bên ngoài. Có vài tên thiết vệ động thủ mang họ ra ngoài nhưng ngược lại bị chế trụ. Tựa hồ là tu sĩ kết đan kỳ, phải ứng phó như thế nào? Xin lão tổ tông chỉ điểm. Tu sĩ kết đan kỳ cũng không có gì kỳ quái. Đường đường một vị thiếu chủ nếu ngay cả bên người cũng không có hộ vệ thì như thế nào môn chủ Quỷ Linh Môn sao an tâm cho hắn đến đây? Chúng ta đi gặp họ thôi. Ta thật tò mò bên dưới mặt nạ của vị thiếu chủ này có bộ dáng như thế nào. Hồng Phát lão giả nghe xong hắc y nhân bẩm báo, trên mặt đã xuất hiện một tia giận dữ, có chút không thiện ý nói. Sau đó hắn là người trước tiên rời phòng, những người khác tự nhiên cũng theo sau. Tiến vào đại sảnh, Hồng Phát lão giả thấy một vị thanh niên có dáng người thon dài, mang mặt nạ ác quỷ, đang bất động ngồi ở vị trí thượng khách. Phía sau có hai gã lục bào, một vị trên mặt có từng tầng nếp nhăn, tóc bạc, bộ dáng già đến không thể già hơn. Một người còn lại có đôi đồng tử nhỏ đầu bạc, không thể xác định tuổi tác qua bộ dáng bên ngoài. Người còn lại là một đồng tử tóc ngắn răng trắng bóng. Mà ở giữa đại sảnh có 7-8 vị hắc y tu sĩ, mỗi người trên khuôn mặt đều có xuất hiện hắc khí, hôn mê bất tỉnh đi. Ta còn tưởng là ai đại giá quan lâm, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Lý Thị huynh đệ, khó trách không hề đem yến ra chúng ta để trong mắt. Hồng Phát lão giả vừa nhìn thấy hai vị lục bào, đồng tử có chút co lại nhưng vẻ mặt không thay đổi nói. Tiếp theo liền hướng đến vị trí chủ tọa, vén áo ngồi xuống. Bộp bộp vỗ nhẹ hai trường, liền có vài vị hắc y nhân tiến đến đem những người hôn mê ra ngoài. Hắc hắc, không thể tưởng được thanh danh của hai huynh đệ ta lớn đến như vậy, ngay cả yến gia lão tổ cũng biết đến. Hắc hắc, thật đúng là vinh hạnh cho hai huynh đệ chúng ta. Chẳng qua lần này huynh đệ chúng ta phụ trách bảo hộ sự an nguy của thiếu chủ. Có chuyện gì, yến huynh cùng thiếu chủ luận đàm là được. Người có bộ dáng đồng tử cười nói, nhưng lại truyền ra giọng nói trầm trầm, làm cho người của yến gia ở bốn phía đề phòng cảm thấy hoảng sợ ngoài ý muốn. Hồng Phát lão giả nghe hai người nói như thế trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Có thể làm cho hai lão ma đầu hung danh này nói như thế, thì vị thiếu chủ này quả thật không phải là nhân vật đơn giản. Gì? Ánh mắt liền rơi xuống trên người thanh niên đeo ngân mặt nạ. Hắn dò xét trong chốc lát rồi thản nhiên hỏi, ngươi chính là thiếu chủ của Quỷ Linh Môn. Vì sao lại mang theo mặt nạ? Chẳng lẽ có chỗ không tiện để người khác thấy sao? Đã hiểu lầm ván bối. Ván bối mang theo mặt nạ kỳ thật do có nỗi khổ riêng, cũng không có chỗ nào không tiện để người khác nhìn thấy. Nếu tiền bối thật sự muốn xem, ván bối là kẻ dưới,
đương nhiên có thể bỏ mặt nạ ra. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn khẽ cười một tiếng, bình thản nói: "Hừ, bộ mặt của nam nhân thì có cái gì để xem, lão phu không có tâm tư." Nhưng thật ra Quỷ Linh Môn các người đột nhiên từ nơi xa đến yến gia chúng ta để làm chi? Hơn nữa, ta cũng thấy rằng các ngươi cũng đã đến đây, cũng không phải để nói điều vô nghĩa, có gì các ngươi cứ nói thẳng ra. Lão phu không có kiên nhẫn để nói chuyện xàm. Yến gia lão tổ lạnh lùng nhìn thiếu chủ Quỷ Linh Môn, không lưu tình nói, khí thế một lời không thuận liền ra tay. "Ha ha, tiền bối một khi đã nói như vậy, vãn bối cũng không quanh co lòng vòng nữa. Gia phụ có một phong thư muốn vãn bối trình lên cho tiền bối, ngoài ra còn đưa lên hai chữ bảo vãn bối nói cho tiền bối nghe." Thiếu chủ Quỷ Linh Môn thấy Yến gia lão tổ đối với hắn như thế, vẫn không nóng không lạnh, mang bộ dáng thong dong không áp lực. Quả là một người có hàm dưỡng cực tốt, không giống người thường. "Thư gì? Lão phu cùng cha ngươi chưa bao giờ gặp qua, Yến gia cùng Quỷ Linh Quan cũng không hề có giao tình. Có tín thư gì muốn đưa cho lão phu chứ?" Lại thần thần bí bí gửi theo hai chữ, có phải là muốn đùa giỡn vói ta chăng? Yến gia lão tổ nói xong lại như vô ý liếc mắt nhìn Lý thị huynh đệ, xem có dị động gì hay không. Yến gia lão tổ rất khó tin tưởng rằng người chủ sự thật sự là thiếu chủ Quỷ Linh Môn này. Lý thị huynh đệ đương nhiên là nhìn ra sự hoài nghi của Yến gia lão tổ, nhưng vẫn nhìn nhau cười, vẫn chưa có hành động gì khác. Lúc này, thiếu chủ Quỷ Linh Môn lấy ra một cái ngọc giản, đứng lên tiến vài bước, nhưng Yến gia lão tổ vẫn bất động, không có một chút ý tứ muốn nhận lấy, ngược lại lạnh lùng nói: "Thư có thể một lát lại xem, hay là trước tiên nói ra hai chữ kia xem sao? Lão phu nghe xong sẽ quyết định có xem thư hay không." Thiếu chủ Quỷ Linh Môn nghe vậy, thực là không có tức giận. Trong mặt nạ khẽ thở dài một tiếng, sau đó môi nhấp nháy nói ra hai chữ, đưa vào trong tai Hồng Phát lão giả. Những người khác của Yến gia tuy không nghe thấy hai chữ này là gì, nhưng lão tổ vừa nghe xong đột nhiên thân mình chợt động, đột ngột đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Đem thư cho ta, sau đó theo ta đến mật thất." Hồng Phát lão giả thần sắc biến đổi trong chốc lát mới hạ quyết tâm nói. Vì thế, trước nhiều đệ tử của Yến gia trong phòng, Yến gia lão tổ mang theo thiếu chủ Quỷ Linh Môn tiến vào một gian mật thất có cấm chế rất mạnh. Những người khác, ngay cả hai vị tu sĩ kết đan kỳ Lý huynh đệ cũng phải ở bên ngoài. Mà hai vị này một chút lo lắng cũng không có, tựa hồ đối với sự an toàn của thiếu chủ kia rất tự tin. Nhưng lần này bọn họ đi vào cũng hết một đêm. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 255, Mật Hội. Hàn Lập nhìn phương thuốc của vị cao nhân trước mắt, nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Lúc này đã là trưa ngày thứ hai Hàn Lập ở tại Yến Linh Bảo. Sau khi mọi người nhiệt tình thảo luận một hồi, trong phòng hơn chục tên tu sĩ bắt đầu trao đổi vật phẩm. Mỗi người luôn lưu nói về vật phẩm mình cần cùng vật phẩm có thể lấy ra trao đổi, nhìn xem ở đây có hay không có vị tu sĩ nào nguyện ý giao dịch với mình. Đừng nói đây chỉ là một hôi giao dịch nho nhỏ, nhưng cũng có vài tu sĩ xuất ra một ít đồ tốt. Ví dụ như nữ tử họ Phương của Thiên Khuyết Bảo, vật phẩm lấy ra trao đổi là một khối thiên hoa thạch. Đây chính là tài liệu luyện chế pháp khí thổ thuộc tính tốt nhất. Chỉ yêu cầu một ít pháp bảo thổ thuộc tính yêu cầu không cao, cũng dùng tới loại tài liệu như vậy. Một vị tu sĩ khác của Linh Thú Sơn xuất ra một quả trứng của Phong Khiếu Ưng, một ma thú bậc một cấp cao. Sau khi nuôi lớn thì nó sẽ là một trợ thủ đắc lực. Bất luận là canh gác hay tìm đồ vật đều sẽ tiện lợi cực kỳ. Những người khác cũng đều lấy ra nhiều vật phẩm. Tuy không tốt như hai vị này đây, nhưng cũng có một ít nguyên liệu mà bình thường ở phường thị rất khó tìm thấy. Ở trong số đó, Hàn Lập cũng đã tìm được một loại dược thảo luyện chế tụ linh đan. Điều này đã làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn, làm cho hắn hưng phấn trả phù lục bậc cao mới đổi được nó. Tuy số năm còn chưa đủ, hắn cần phải về để cao lên, nhưng như vậy cũng đã làm cho hắn cùng đối phương vui vẻ ra mặt. Mãi đến khi Hàn Lập giới thiệu vật phẩm mình cần trao đổi thì hắn không khách khí đề xuất mình có một ít lục phù sơ cấp bậc cao muốn đem trao đổi.
còn nói rõ là mình thiếu hai loại nguyên liệu để luyện đan. Cuối cùng sau khi do dự một chút, cũng nói ra luôn các loại phương thuốc cũng được. Một khi các tài liệu cần cho luyện đan mà ở Hoàng Phong Cốc và Thiên Tinh Tông Phường thì đều không có, đương nhiên không phải là vật thường gặp. Cho nên khi Hàn Lập nêu ra các loại tài liệu như vậy, các tu sĩ ở đây phần lớn là chưa từng nghe nói qua. Cho dù có nghe qua một phần, nhưng trong tay cũng không có vật ấy. Cho nên các tu sĩ này càng không có để đổi các phù lục. Bọn họ cũng đều nghĩ là Hàn Lập thuận miệng nói mà thôi. Hàn Lập thấy mình nói hồi lâu mà vẫn không có người nào trao đổi, dưới sự thất vọng liền trở về chỗ ngồi. Nhưng bất ngờ có người lại mở miệng nói, phương thuốc gì cũng thu sao. Ta có một cái nhưng lại có chút cổ quái, ngươi xem có thể đổi được bao nhiêu phù lục. Hàn Lập không khỏi cảm thấy vui vẻ, không suy tư liền nói, đương nhiên, chỉ cần là phương thuốc, tại hạ nguyện ý trao đổi. Nói xong, Hàn Lập mới chú ý đến người nói có phương thuốc, thì lại chính là vị Vô Du Tử vốn ít nói. Vô Du Tử nghe Hàn Lập nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mang một khối ngọc giản màu xanh ném cho Hàn Lập, mà các vị tu sĩ khác thấy có người lấy phương thuốc đổi lấy phù lục không khỏi lên tiếng bàn tán, đều mang một vẻ mặt khó tin. Mà Vô Tử, sư huynh của Vô Du Tử lại nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Hàn Lập tiếp lấy ngọc giản, đảo qua liền hiểu được tại sao đối phương lấy ra trao đổi phù lục. Cái này cũng là phương thuốc cổ xưa, nhưng lại là đơn thuốc chuyên môn dùng để tự dưỡng linh thú tự linh hoàn. Loại phương thuốc này đại đa số các yêu thú đều thích ăn. Hơn nữa dùng lâu còn có thể công hiệu làm cho yêu thú tăng cấp. Tuyệt đối là đan dược bồi dưỡng linh thú tốt nhất gặp phải tình cảnh này. Hàn Lập cả kinh. Phương thuốc này có giá trị như thế sao đạo sĩ này lấy ra trao đổi đây? Nhưng khi Hàn Lập xem đến phía dưới thì có xem rõ nguyên liệu cần luyện chế liền giật mình tự diễu. Hắn hoàn toàn đã hiểu vì sao đối phương không quý trọng phương thuốc này. Tài liệu luyện chế tự linh hoàn đối với tu sĩ bình thường mà nói thì thật kinh người. Cơ hồ đều là nguyên liệu chân quý hiếm thấy giống như tài liệu luyện chế tụ khí tán của hắn. Không cần nói nguyên liệu khó có thể có được. Chính là với mấy cái dược tài chân quý này ai lại đi luyện chế tự linh hoàn. Đương nhiên là dùng để tăng pháp lực của chính mình, thì làm sao có thể so sánh với linh thú. Thí chủ, chính là nói qua phương thuốc nào đều có thể trao đổi, sẽ không đổi ý chứ. Trên khuôn mặt vị đạo sĩ gầy này hiện lên một tia giảo hoạt, lại còn làm ra vẻ thành thật, làm Hàn Lập cười khổ không thôi. Vì thế mới xuất hiện một màn như vậy. Chẳng qua loại phương thuốc này không có người nào dùng, nhưng đối với Hàn Lập mà nói thì nó có giá trị to lớn, không phải muốn là gặp, đương nhiên Hàn Lập sẽ không buông tha. Hàn Lập cúi đầu suy nghĩ, liền trong túi trữ vật lấy ra 10 phù lục sơ cấp bậc cao, nhưng vẫn thỏa mãn tu sĩ nọ. Dù sao phương thuốc này đối với hắn chỉ là cái phế vật mà thôi. Đúng là phế vật mà thôi, nếu không đạo sĩ đã sớm có người giao dịch, làm sao còn lưu lại đến giờ. Quả nhiên, Vô Du Tử nhận lấy phù lục này rất hài lòng, không hề lên tiếng. Tiếp theo, khi Hàn Lập ngồi xuống thì phía dưới liền có một vị tu sĩ đứng lên, có chút bức bách không đợi được nói, ta có một ít địa thiết mộc mấy trăm năm, nhưng vật phẩm trao đổi khiến cho không khí trong phòng càng thêm nóng bức. Cùng lúc đó, tại Yến Gia Phi Vân Các đang triển khai một đại hội tông tộc cực kỳ bí mật. Các vị có quyền cao chức trọng trong Yến Gia bao gồm các quản sự và các vị trưởng lão đều ngồi thành hai hàng, lắng nghe Yến Gia Lão Tổ tại vị trí thượng tọa đang nói. Mà bên cạnh Yến Gia Lão Tổ có một vị tuyệt sắc mỹ nữ, xem tuổi khoảng 17-18 tuổi, xinh đẹp như tiên tử. Quỷ Linh Môn lần này đề xuất điều kiện với Yến Gia chúng ta phi thường hậu hĩnh, chẳng những đề xuất nguyện đem vạn linh thực kinh chia sẻ cho Yến Gia chúng ta cùng xem, lại nguyện đem chức vị phó môn chủ Quỷ Linh Môn cho người nhà chúng ta đảm nhiệm, mà bọn họ yêu cầu duy nhất là chúng ta phải để Yên Nhi cùng với thiếu chủ bọn họ cộng tu huyết linh đại pháp. Hơn nữa, vị trí gia chủ trong tương lai chỉ có thể do thiếu môn chủ cùng với Yên Nhi đảm nhiệm. Đương nhiên với Quỷ Linh Môn cũng đồng thời như vậy. Yến Gia Lão Tổ nghiêm mặt từ từ nói, tuy thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng trong tai mọi người nơi đây, giống như là nói bên tai vậy. Tất cả mọi người nói xem, Yến Gia chúng ta nên làm theo không?
Phải biết rằng kỳ thật tổ tông của Yến gia chúng ta cũng là tu sĩ của Quỷ Linh Môn. Chỉ là lúc trước cùng với tu sĩ trong môn va chạm nên mới đến Việt Quốc kiến tạo ra cơ nghiệp của ngày hôm nay. Tính ra thì tông chủ của Quỷ Linh Môn còn là sư điệt của ta. Bởi vậy mọi người không cần phải băn khoăn. Duy chỉ lo lắng một điều là Yến gia chúng ta thu được lợi ích như thế nào mà thôi. Mặt khác, thiếu chủ Quỷ Linh Môn còn mang đến tin tức Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông sau 5 ngày nữa sẽ xâm lấn Việt Quốc. Mà Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc tại nửa tháng trước đã bị sụp đổ. Đại bộ phận tông phái tại hai nước này đều bị diệt. Một bộ phận khác đầu hàng thành môn phái quy thuận của Ma Đạo Lục Tông. Cho nên, cho dù Yến gia không đáp ứng điều kiện của Quỷ Linh Môn cũng phải lo lắng sau khi thất đại tông phái bị diệt thì Yến gia làm sao sinh tồn mới được. Đây mới là vấn đề gia tộc ưu tiên hàng đầu. Yến gia lão tổ không đợi người của Yến gia phản ứng lại về vấn đề mới hỏi, lại đưa ra một việc làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Làm cho tất cả mọi người phía dưới đều ồn ào hẳn lên. Cái gì? Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc tu tiên giới bị công chiếm. Điều này không có khả năng. Hai quốc gia này thực lực không kém. Không phải cùng Ma Đạo Lục Tông rằng co nhiều năm như vậy mà vẫn không sao. Nói như thế nào lại thất bại? Nhanh như vậy đã thất bại rồi. Chẳng lẽ trong đó còn có sự tình gì? Hiển nhiên mấy nhân vật nắm quyền của Yến gia khó có thể tin tưởng tin tức này được. Được rồi, ai có nghi hoặc gì cứ từng người nói ra là được. Cứ như vậy thì còn thể thống gì? Yến gia lão tổ gặp cảnh này thần sắc phát lạnh nói. Lời này vừa nói ra, nguyên trong đại sảnh có chút ồn ào nhất thời trở nên im lặng. Nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về người ngồi thứ ba bên dưới Hồng Phát lão giả, một vị trung niên nho sinh. Yến gia lão tổ xem ra với tình hình hiện nay khá rõ ràng, liền hướng đến nho sinh nói, Huyền giả, ngươi thấy việc này thế nào? Ngươi là quân sư của Yến gia chúng ta. Chuyện này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Yến gia chúng ta. Ngươi hãy phân tích một chút sự tình đi. Vâng, lão tổ tông nho sinh không dám chậm chạp, vội vàng đứng lên nói, chẳng qua tôn nhi có mấy vấn đề, có thể hỏi lão tổ tông được không? Cứ việc, đương nhiên là có thể. Ngươi có nghi vấn ở vấn đề nào? Ta sẽ nói cho ngươi rõ. Yến gia lão tổ vẻ mặt trịnh trọng nói. Nghe được lời này của Yến gia lão tổ, nho sinh mới gật gật đầu sau đó hỏi, đầu tiên, huyết linh đại pháp này có hay uy lực lớn gì không? Với tư chất của Như Yên chất nữ với thiếu thủ Quỷ Linh Môn này nếu song tu thì đối với công pháp ảnh hưởng ra sao? Thứ hai, đối phương như thế nào lại tìm đến Yến gia chúng ta? Lại còn biết là tổ tiên chúng ta xuất phát từ Quỷ Linh Môn. Cuối cùng, lão tổ tông biết được sự tình của Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc hiện nay bị Ma Đạo Lục Tông chiếm lĩnh. Nếu là thật, chính đạo liên minh của Phong Đô Quốc hiện tại đang làm gì? Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 256, Mưu Hoa. Yến gia lão tổ nghe được nho sinh hỏi các vấn đề đều là các điểm mấu chốt, trên mặt không khỏi lộ ra ý tán thưởng, cũng đáp lại, huyết linh đại pháp, tuy là tổ tiên Yến gia chúng ta không có công pháp này, nhưng đối với công pháp này cũng tôn sùng cực kỳ, được xưng là vạn linh chân kim đệ nhất ma công. Sau khi luyện thành có thể xưng bá trong Ma Đạo Lục Tông, có thể nói là một trong các bí pháp đáng sợ nhất. Chẳng qua pháp quyết này tu luyện quá bá đạo, vì phòng ngừa phản phệ, khi luyện pháp phải có một nam một nữ cùng song tu luyện mới được. Điều trọng yếu còn lại chính là linh căn tư chất. Nếu tư chất không tốt cũng chỉ có thể luyện thành 2-3 tầng thôi, uy lực cũng không có gì đáng để nói đến. Bởi vậy thiên linh căn của Yến Nhi tuyệt đối là đối tượng song tu mà đối phương mơ tưởng, mà ám linh căn của thiếu môn chủ Quỷ Linh Môn cũng thật là cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng cũng là thể chất tu luyện huyết linh đại pháp tốt nhất. Lấy tư chất tuyệt đỉnh của hai người bọn hắn, nếu song tu huyết linh đại pháp khẳng định có thể luyện bộ pháp này đến mức thâm sâu. Cho dù là sau này quét sạch lục đại tông phái cũng là điều rất dễ dàng. Cho nên Quỷ Linh Môn mới có thể đầu tư nhiều như vậy cho chúng ta. Thậm chí việc lục tông bọn họ sắp xâm lấn Việt Quốc cũng mạo hiểm tiết lộ cho chúng ta.
Mục đích là cơ hội để Quỷ Linh Môn xưng bá cả thiên nam khu, cho nên đối phương làm thế nào biết lai lịch của Yến gia chúng ta? Điều này rất dễ để giải thích. Năm đó tổ tiên từng phái người liên hệ với Quỷ Linh Môn, phòng chừng khi đó Yến gia chúng ta mới tiến vào trong sự chú ý của đối phương. Như sự tình của Yến gia, sợ rằng đối phương cũng đã tìm hiểu lâu rồi, cho nên mới thừa dịp cơ hội này muốn Yến gia chúng ta đáp ứng việc này. Yến gia lão tổ nói đến đây thì cười khổ một chút. Hiển nhiên đối với việc tổ tiên Yến gia tùy tiện liên hệ với Quỷ Linh Môn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mà việc Ma Đạo Lục Tông sắp xâm lấn, thật sự là đối phương nói cho chúng ta biết. Nhưng sự tình Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc, cho dù đối phương không nói cho chúng ta biết, Yến gia chúng ta kỳ thật tại mấy ngày trước đã nhận ra có điều không đúng. Trước nay người của hai nước theo lệ thường cũng phải đã sớm phát ra tin tức, nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tín. Xem ra điều đối phương nói là thật, cho nên vì sao đối phương có thể dễ dàng đánh bại tu tiên phái của hai nước? Theo như đối phương nói, chính là bởi vì trong hai nước có mấy tông phái sớm đã bị người của lục đại tông phái mua chuộc. Cho nên với thực lực cường đại cùng với việc tập kích lén của những người làm phản, hai nước này mới có thể bị hạ như vậy. Cho nên hiện tại người của lục tông đang nhanh chóng dọn sạch các tu sĩ không quy thuận còn sót lại, cùng với việc tu chỉnh trước khi xâm lấn Việt Quốc. Dù sao thì bọn họ cũng có tổn thất nhất định. Mà chính đạo liên minh của Phong Đô Quốc, người cũng không cần phải trông cậy vào. Trước khi khai hội không lâu, ta đã nhận được tin tức là chính đạo liên minh cũng đã tiến hành xâm lấn một quốc gia bậc trung bên cạnh họ. Thực ra cũng không có sai biệt lắm. Khẳng định bọn họ cũng đã âm thầm giao dịch rồi, cho nên mới có thể đồng thời bắt đầu hành động với quy mô lớn như vậy. Yến gia lão tổ đều nhất nhất giải thích rõ ràng, khiến cho mọi người ở phía dưới thần tình ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Ma đạo cùng chính đạo bắt đầu khuếch trương thế lực. Ha ha, nếu sự thật là thế thì thật là thú vị. Nho sinh nghe Yến gia lão tổ nói xong trên mặt mỉm cười nói: Huyền giả, những lời này của ngươi có ý tứ gì? Một vị bạch diện lão già ngồi đối diện với nho sinh có chút nhịn không được mở miệng hỏi nhị bá. Không có gì, đây chỉ là một suy đoán nho nhỏ của ta mà thôi. Suy đoán này hiện tại không có quan hệ gì với Yến gia chúng ta. Hay là trước tiên nói về tình hình hiện tại của Yến gia chúng ta đi. Nho sinh tùy ý phất phất tay, không thèm để ý nói. Hừ, lão già có chút tức giận trừng mắt hắn. Nhưng Yến gia lão tổ hiện đang ở trước mặt đành phải hậm hực quay trở về chỗ ngồi ổ. Đợi lát nữa ta cũng muốn nghe suy đoán này của ngươi. Yến gia lão tổ tỏ vẻ rất hứng thú lên tiếng nói. Lão tổ tông muốn nghe. Huyền dạ đương nhiên sẽ không che giấu. Nho sinh vội vàng quay lại, cung kính nói. Được, bất quá nói việc trước mắt cái đã. Lần này nếu Yến gia chúng ta có một lựa chọn sai lầm, đắc tội với đối phương, bị người ta thâu tóm, mà phía sau đối phương lại có lực lượng lục tông tương trợ, sợ rằng có thể bị diệt môn. Thanh âm của Hồng Phát lão giả có chút bất đắc dĩ. Dù sao thì thực lực của Yến gia quả thực rất yếu, cho dù có lực lượng ẩn trong bóng tối cũng không thể có ý nghĩ đối kháng được. Như lão tổ tông nói, hiện tại Yến gia chúng ta lưỡng đầu thỏ địch, đáp ứng đối phương có thể bị đối mượn cơ hội thâu tóm Yến gia chúng ta. Nhưng chúng ta không đáp ứng thì quả thật cũng rất nguy hiểm. Đối phương thực lực rất mạnh, hậu hoạn vô cùng. Trong mắt nho sinh hiện lên vẻ trầm tư. Nhưng theo ta thì chúng ta đáp ứng điều kiện của đối phương, gia nhập Quỷ Linh Môn. Cuối cùng thì nho sinh dứt khoát nói, sau đó hắn không đợi mọi người phản đối, lại nói tiếp. Mọi người chắc đều đã biết nếu chúng ta không đáp ứng điều kiện của đối phương thì sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào chứ. Nhưng chúng ta có nghĩ đến hay không? Nếu chúng ta không đáp ứng thì sau này trong thất đại phái chúng ta sẽ có những ưu đãi gì? Bên ngoài tuy chúng ta với thất đại phái giao hảo rất tốt, nhưng bọn họ lại sợ sự phát triển của Yến gia chúng ta sẽ tạo ra uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Bởi vậy, rất có thể trong vài năm tới bọn họ sẽ tiến hành áp bức Yến gia chúng ta. Cho dù chúng ta không đáp ứng điều kiện của Quỷ Linh Môn hay mang tin tức ma đạo xâm lấn cấp cho thất đại phái đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không có ưu đãi gì. Dù sao thì Việt Quốc cũng đã bị bảy đại phái phân chia rồi, bọn họ làm sao lại chịu chia sẻ lợi ích cho Yến gia chúng ta.
Cho dù là tu sĩ Thất Đại Phái Việt Quốc liên thủ với các tu sĩ của các nước khác đối kháng với ma đạo thì sao? Ta vẫn cho rằng bọn họ có phần thắng không cao. Nhưng mà bên nào thắng thì liên hệ trọng đại đến sự sinh tồn của Yến gia chúng ta. Dù sao bên nào bị bại thì điều kiện họ hứa với chúng ta không có khả năng thực hiện được. Cũng như vậy, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của Quỷ Linh Môn, cũng không gặp phải điều khó xử ấy, mà ưu đãi thì tất cả mọi người cũng đã thấy được. Gia nhập Quỷ Linh Môn, chức vị Phó Tông Chủ cùng với Yên Nhi học được huyết linh đại pháp tạm thời không nói đến. Hiện nay đang là thời kỳ hoàng kim để ma đạo khách trương thế lực. Như vậy Yến gia khi gia nhập vào cũng có thể tự phát triển thế lực của chính mình. Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải chú ý. Không thể để chúng ta trở thành công cụ cho bọn họ sử dụng, tiêu hao đi nhân lực, mà là phải chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi Yến gia chúng ta đủ sức mạnh để cùng ngồi cùng bàn với đối phương. Đến lúc ấy, cho dù bọn họ có muốn đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thâu tóm chúng ta. Thậm chí nếu có thể đủ lực phản lại đối phương, chúng ta làm Quỷ Linh Môn chuyển thành họ Yến cũng không chừng. Nho sinh chậm rãi mà nói, làm cho mọi người đều nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, làm cho tinh thần bọn họ hưng phấn hẳn lên. Đương nhiên, cũng có một ít người lão thành vẫn còn lo lắng vô cùng. Dù sao thì người của Quỷ Linh Môn như thế nào lại có hảo tâm cho chúng ta thời gian để cho chúng ta lớn mạnh lên như vậy chứ? Nhưng những lời nói của nho sinh tiếp theo làm bọn họ yên lòng hơn. Đương nhiên, nếu chúng ta làm như vậy thật sự là quá trắng trợn, một chút thủ đoạn chế ước đối phương đều không có. Nếu đối phương thật tình muốn cho chúng ta quy thuận, khiến cho vị thiếu môn chủ và hai vị tu sĩ kết đan kỳ kia, cùng với Yên Nhi với hai vị bá phụ chúng ta trao đổi sinh tử chú đi. Cứ như vậy, đối phương trong 200-300 năm không được gây bất lợi cho Yến gia chúng ta, mà Yến gia chúng ta phải tranh thủ trong thời gian này lớn mạnh lên. Quỷ Linh Môn nếu ngay cả những điều ấy cũng không đồng ý thì chúng ta căn bản không cần phải lo lắng những ý nghĩ trong đầu của đối phương. Điều này nói rõ đúng như những gì đã giao ước. Chỉ có điều mọi việc đều nằm trong tay Yến gia chúng ta mà thôi. Nho sinh cuối cùng đã đề xuất thủ đoạn để kiểm chứng thành ý của đối phương. Nói xong, Yến gia lão tổ cùng mọi người ở đây đều liên tục gật đầu, đều xác nhận phương pháp này rất khả thi. Yên Nhi, Yến Văn, Yến Kỳ, các ngươi đến phòng khách cùng với người của Quỷ Linh Môn hạ sinh tử chú. Nếu bọn họ không đồng ý, lập tức phát động đại trận trong phòng, vây khốn bọn họ chết ở nơi này. Yến gia lão tổ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, mở mắt ra phân phó. Tuân mệnh, lão tổ tông. Cô gái tuyệt sắc bên người Yến gia lão tổ thản nhiên cười, nhẹ nhàng lĩnh mệnh lên đường. Cùng với nàng còn có hai gã trung niên khác nữa. Yên Nhi, cẩn thận một chút, nếu như có sự tình gì không đúng, phải lập tức thoát thân. Bên ngoài ta sẽ an bài người tiếp ứng. Hiển nhiên Yến gia lão tổ đối với cô gái này yêu thích vô cùng, vẻ mặt đầy quan tâm. Yên tâm đi, lão tổ tông, con có Tử Vân Kỳ hộ thân, đào thoát thì con nắm chắc, cô gái nhu thuận nói. Sau đó liền cùng hai gã trung niên ra đại đường. Hồng Phát lão già nhìn thấy đứa cháu yêu thương nhất đi ra ngoài, trong lòng vẫn có chút lo lắng, tiếp theo không hề suy tư nữa, phát ra liên tiếp mệnh lệnh, tại quanh phòng khách bày ra thiên la địa võng, tiếp ứng Yến Như Yên, phòng ngừa đối phương phá trận trốn ra bên ngoài. Một khoảng thời gian sau đó, trong phòng nghị sự rất yên tĩnh, mỗi người đều lo lắng không thôi. Chờ bọn người Yến Như Yên trở về qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên bên ngoài nghị sự đường truyền đến một đạo truyền âm phù, trực tiếp bay vào trong tay Yến gia lão tổ. Yến gia lão tổ nhẹ nhàng cầm đạo phù, liền truyền ra tiếng nũng nịu của Yến Như Yên lão tổ tông. Sự tình thành rồi, con cùng hai vị sư bá nhắc đến yêu cầu, đối phương liền đáp ứng. Sinh tử chú cũng rất thuận lợi, con cùng đối phương đang đi đến đại đường, bởi vì đối phương nói còn có chuyện muốn nói cùng lão tổ tông, mời lão tổ tông chuẩn bị một chút. Yến gia lão tổ cùng mọi người trong nghị sự đường nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đối phương muốn đến nghị sự đường thì lại ngẩn ngơ thắc mắc. Những người khác lập tức rời đi, Huyền Dạ lưu lại giúp ta. Yến gia lão tổ hơi trầm ngâm, liền quyết đoán ra mệnh lệnh. Nhất thời, các trưởng lão cùng các quản sự trong phòng,
lập tức nghe lệnh rời đi. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 257, Huyết Tế Giữ Diễm Lệ Nam Tử. Yến gia lão tổ cùng nho sinh đợi trong chốc lát liền thấy thiếu chủ Quỷ Linh Môn cùng với Yến Như Yên đi vào. Một khi Yến gia chúng ta đã đáp ứng quy phục Quý Môn, thiếu môn chủ còn có điều gì chỉ giáo? Yến gia lão tổ lần này nói chuyện rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều so với lần trước. Hiển nhiên lão phải kiêng kỵ việc sau này Yến gia chính là một phần tử của Quỷ Linh Môn. Yến tiền bối cần gì khách khí như thế? Ta cùng với Như Yên tiểu thư một khi đã hạ sinh tử chú này thì cũng coi như là đã ước định hôn ước rồi. Yến tiền bối về sau xưng hô tại hạ Vương Thiền là được, không cần phải gọi cái gì thiếu môn chủ. Vương Thiền thi lễ, rất tao nhã nói. Làm sao như thế được, ngươi cùng Yên Nhi một ngày chưa thành hôn thì tại hạ sao đối với thiếu môn chủ vô lễ được. Dù sao hiện tại thì Yến gia chúng ta cũng sắp là một thành viên trong Quỷ Linh Môn rồi. Yến gia lão tổ mặt không chút thay đổi, vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, lắc đầu phản đối nói. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn nghe Yến gia lão tổ nói như thế liền biết đối phương còn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, liền không miễn cưỡng, cười cười mở miệng nói sang vấn đề khác. Kỳ thật Vương Thiền lần này bảo Yên tiểu thư dẫn tại hạ đến gặp lão tổ chính là muốn thỉnh giáo lão tổ một chút, phải chuẩn bị thực hiện ước định như thế nào. Dù sao thì năm ngày sau, Ma Đạo Lục Tông chúng ta chính thức tiến hành tiến công Việt Quốc, đến lúc đó Yến gia nếu không kịp ly khai khỏi nơi đây, chỉ sợ có chút phiền toái. Điểm ấy xin thiếu chủ yên tâm, Yến gia chúng ta tuy tộc nhân không ít, nhưng trên thực tế đều là người ngoài tộc do huyết thống quá xa, cũng là phàm nhân bình thường, không hề có pháp lực, chúng ta sẽ bỏ lại. Dù sao nếu một lần di chuyển đi mọi người trong tộc thật sự có chút không thực tế. Điểm ấy Yến gia chúng ta rất rõ ràng. Lần này là nho sinh mở miệng nói, Yến gia toan tính như vậy, vãn bối thật an tâm. Dù sao nhiều người của Yến gia đồng loạt hành động thì không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bảy đại môn phái. Đến lúc đó trốn đi mà để lại dấu vết thì không ổn. Vị này chính là bách mật vô lậu huyền dạ nổi danh của Yến gia sao? Tại hạ nghe đại danh đã lâu. Đôi mắt bên trong mặt nạ của thiếu chủ Quỷ Linh Môn dò xét nho sinh, khẽ cười nói. Thấy đối phương liếc mắt đã gọi đúng tên cùng với ngoại hiệu của mình, trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười với đối phương. Vãn bối tìm lão tổ không chỉ vì việc này, mà là muốn biết Yến gia định xử trí hơn 200 tu sĩ trúc cơ kỳ hiện ở trong bảo như thế nào. Trong bọn họ có không ít đệ tử trung kiên với bảy đại phái, mà Yến gia phải lập tức di rời trong 2 ngày, đến lúc đó bị những người này thấy được chỉ sợ rằng rất rất không ổn. Quỷ Linh Môn thiếu chủ bất động thần sắc nói, nhưng ý tứ trong đó lại khiến cho Yến gia lão tổ cùng nho sinh biến sắc ý thiếu môn chủ muốn. Yến gia lão tổ có chút âm trầm nói, như vậy đi, khi tu luyện huyết linh đại pháp cần hồn phách của tu sĩ để tiến hành huyết tế, như vậy mới có thể thuận lợi bắt đầu. Không bằng đem mấy tu sĩ trong bảo này để ta dùng âm hòa đại trận của Quỷ Linh Môn đem thân thể của bọn họ luyện hóa, chỉ để lại hồn phách cho Như Yên muội tiến hành trúc cơ được không? Với hồn phách của nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy nhất định có khả năng giúp tiểu thư dễ dàng luyện thành tầng thứ nhất của huyết linh đại pháp. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn nhẹ nhàng đề xuất một đề nghị vô cùng độc ác làm cho Yến gia lão tổ cùng nho sinh ngồi đối diện nghe được mà thấy lạnh cả người. Không được, người của bảy đại phái không tính nhưng tu sĩ của các nước khác cũng chính là do nhận được lời mời lựa chọn đạo lữ song tu với Yên Nhi của chúng ta mới có thể nhiều người tập trung tại đây. Yến gia chúng ta tuyệt đối không thể làm ra việc gây tức giận như thế được. Nho sinh kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng mở miệng nói, sợ rằng Yến gia lão tổ thật sự đáp ứng đề nghị của đối phương. Huyền giả, người không cần gấp, ta cũng không có hồ đồ đến nỗi làm việc này. Yến gia lão tổ nghiêm mặt hướng về nho sinh nói, sau đó lại lạnh giọng nói với thiếu chủ Quỷ Linh Môn, thiếu môn chủ đề xuất ý kiến thật là hay. Chúng ta nếu thật sự làm như vậy thì thiên hạ này tuy rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho Yến gia dung thân rồi. Yến gia sẽ không có chủ động ra tay với các tu sĩ này.
Nhưng với tu sĩ của bảy đại phái ta sẽ phái người tập trung họ lại một chỗ, cho nên xử trí hay bắt bọn họ, tất cả đều xem khả năng của quý môn. Nho sinh nghe Yến Gia lão tổ nói vậy thì thấy nhẹ nhõm cả người, luôn miệng nói phải. Mà Quỷ Linh môn thiếu chủ nghe xong lời ấy trong mắt hiện lên vẻ không đành, có chút bất mãn. Chậm rãi nói, hồn phách của các tu sĩ này chính là cấp cho Như Yên tiểu thư dùng để huyết tế. Thu lấy lợi ích là người của Yến Gia các người mà lại không chịu bỏ chút sức lực nào. Điều này quá không công bằng. Yến Gia lão tổ tuy nghe xong trong lòng cũng nao nao nhưng thần sắc của lão vẫn không thay đổi nói. Nhưng Yên Nhi không lâu sau liền gả cho thiếu môn chủ, trở thành thiếu chủ phu nhân. Nên người của các ngươi hành động thì cũng là điều nên làm. Đương nhiên, đợi sau khi Yến Gia chúng ta chính thức quy phục Quỷ Linh môn, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đối với người của bảy đại tông phái. Nhưng lần này, đệ tử của bảy phái đó mặc kệ nói như thế nào đi nữa cũng là Yến Gia mời đến. Nếu chúng ta chủ động ra tay khẳng định thanh danh chúng ta sẽ cực kỳ tệ hại trong mắt của các tu sĩ còn lại. Đương nhiên, nếu tha cho bọn họ cũng là điều chính xác. Cho nên, do người của thiếu môn chủ ra tay là tốt nhất, như vậy tu sĩ Yến Gia chúng ta sẽ có khả năng giải thích hơn. Nữa với hai tu sĩ kết đan kỳ bên thiếu chủ thì không có khả năng ngay cả mười mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ cũng không bắt được. Thiếu chủ Quỷ Linh môn nghe được như vậy, liếc nhìn Yến Gia lão tổ thật sâu rồi cúi đầu suy nghĩ. Sau cả nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Yến Như Yên vẫn thủy chung không mở miệng. Nhàn nhạt nói, một khi lão tổ đã nói như thế, Quỷ Linh môn chúng ta sẽ làm ác nhân lần này. Hồn phách của các tu sĩ lần này coi như là xính lễ của Vương Thiền dành cho Như Yên tiểu thư đi ha ha. Xính lễ của thiếu chủ, lão phu liền thay Yên Nhi thu lấy. Yên Nhi, mau qua tạ thiếu chủ một lễ đi, món quà này quả thật là không nhỏ đó. Yến Gia lão tổ thấy không cần phải do tu sĩ của Yến Gia ra tay nên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ tâm ý của thiếu chủ, Như Yên sẽ ghi nhớ trong lòng. Cô gái tuyệt sắc ấy uyển chuyển bước lên vài bước, nhẹ nhàng thi lễ. Miệng hoa thơm ngát nói, vẻ mặt kiều diễm tựa như xấu hổ. Thiếu chủ Quỷ Linh môn nhìn thấy không khỏi hiện lên một tia khác thường. Như Yên tiểu thư tu luyện huyết linh đại pháp, đối với vương mỗ cũng là một chuyện tốt, không cần phải khách khí như thế đâu. Xin lão tổ sau khi nghĩ kỹ, đem địa điểm tập trung của tu sĩ thất đại phái nói cho vãn bối một tiếng. Sau đó an tĩnh mà chờ tin tức tốt là được. Bây giờ, Vương Thiền xin cáo lui. Thiếu chủ Quỷ Linh môn phong độ tao nhã khách khí nói vài câu. Sau đó hướng Nhạc Gia lão tổ khom người một cái liền rời đi. Nhưng Yến Gia lão tổ cùng Nho Sinh trong sành lại liếc mắt nhìn nhau một cái đầy thâm ý. Hiện tại Hàn Lập cảm thấy đau đầu. Hơn nữa còn phi thường đau đầu mà hết thảy là do việc rằng co giữa ba người quen với một người lạ mặt khác. Người quen chính là Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh. Còn có Đồng Huyên Nhi cơ hồ đang một nửa nằm ở trong ngực của người lạ mặt. Mà hắn lại là một nam tử vô cùng diễm lệ. Khi Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nam tử thì hai chữ này lập tức xuất hiện trên người của nam tử. Hắn thật sự rất xinh đẹp và ôn hòa. Không thể nghi ngờ lực sát thương đối với nam nữ giống nhau, đều rất cường đại. Nếu không phải hắn mặc trang phục của nam nhân thì quả thật nói hắn một đại mỹ nhân cũng không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hơn thế nữa, tuy người này có đặc thù như vậy nhưng nhất cử nhất động của hắn đều không làm cho người ta cảm thấy chỗ không ổn, hết thảy đều hòa nhã. Nếu trong thời điểm bình thường, Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh sẽ không sinh ra ác cảm gì với nam tử này. Nhưng hôm nay, hai mắt bọn họ như phún hòa, gắt gao dương mắt nhìn nam tu sĩ mặc áo tím không rời. Không chỉ vì Đồng Huyên Nhi đang bị ôm một nữa, mà chủ yếu nhất là nàng đang si ngốc nhìn gương mặt tuyệt mỹ của người xa lạ, vẻ mặt mang hình dáng mê say. Hàn Lập nhìn trái, nhìn phải một chút, khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng muốn mở miệng mắng to một tiếng. Sau khi hắn tụ họp xong, đang muốn đi đường tắt để trở về khách điếm, nghĩ như thế nào trong một ngõ tắt nhỏ heo hút cũng có thể đụng phải một hồi ghen tuông, ăn phải giấm chua này. Hôm nay, cho dù là hắn có muốn trốn cũng không thể được nữa rồi. Dù sao thì trước khi đi Hồng Phất Sư Bá cũng đã dặn dò hắn phải quản thúc một chút Đồng Huyên Nhi.
Nếu như không nhìn thấy những hành vi hoang đường của Đỗ Nguyên Nhi thì hắn làm như không biết. Nhưng mà hôm nay mà đối mặt thấy được, nếu không hỏi một chút thì tựa hồ cũng không được chính đáng lắm. Càng huống chi hai tên gia hỏa này đã hoàn toàn trở thành tôi tớ quỵ lụy dưới quần của Đỗ Nguyên Nhi rồi. Vừa thấy hắn xuất hiện thì ngẩn ra, tiếp theo sau thì lòng đầy vui mừng chạy đến, hy vọng hắn nhanh chóng mang Đỗ Nguyên Nhi tách ra khỏi vị nam tử ấy. Bởi vì như thế nào đi nữa thì sự nguy hiểm của Hàn Lập so với vị nam tử diễm lệ khác thường này cũng nhỏ hơn, có thể bỏ qua. Xem ra, bọn họ đã đem hắn trở thành cành cây, cứu mạng cuối cùng. Hàn Lập một bên nghe hai hũn giấm chua phàn nàn, kêu ca. Một bên cẩn thận đánh giá nam tử diễm lệ cùng với vẻ mặt mê say của Đỗ Nguyên Nhi. Theo như hai người này nói thì vào buổi chiều hôm nay, đang buổi tiếp Đỗ Nguyên Nhi đến vài cửa hàng nổi danh mua một chút nguyên liệu cùng phù lục thì ai ngờ trong một hiệu bán đồ lại gặp người này. Kết quả là Đỗ Nguyên Nhi vừa nhìn thấy người này thì bộ dạng lập tức giống như si mê, chủ động dây dưa cùng đối phương, thậm chí động tác ngày càng quá đáng. Hai người này trực tiếp nhìn thấy cũng đồng dạng tức giận bốc lên, làm cho bọn họ thiếu chút nữa hộc máu. Chính là người này gặp phải Đỗ Nguyên Nhi như vậy cũng không hề khách khí, lập tức hưởng ứng, thậm chí còn muốn mang Đỗ Nguyên Nhi đi. Hai người này làm sao lại đồng ý, nên đã ngăn chặn nam tử ở ngõ nhỏ này để giành lại nàng. Nhưng nam tử này sau khi cười lạnh một tiếng, nói rằng chỉ cần nàng nguyện ý hắn tuyệt đối sẽ không cản trở. Lời này đã làm cho bọn họ trở nên đáng thương. Bởi vì thấy vẻ mặt của Đỗ Nguyên Nhi như thế nào cũng đều là chủ động yêu thích hắn. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 258 Mê Hồn. Hàn Lập hầu như đã rõ ràng sự tình xảy ra, nhìn về phía đối diện đánh giá. Đầu tiên, hắn không thể từ dung mạo tuyệt mỹ của đối phương để xác định tuổi. Từ làn da mềm mại bóng loáng của đối phương thì cho rằng hắn khoảng 20 tuổi, nhưng ánh mắt cử chỉ lại giống như 30-40 tuổi, còn mặt mày vừa ẩn ẩn toát ra vẻ khiếm nhã, vừa giống như một tên công tử khoe khoang, khoác lác. Tuy nhiên đối phương lại có trình độ trúc cơ trung kỳ, liếc mắt liền có thể nhận ra. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập dám lưu lại nơi này. Nếu là trúc cơ hậu kỳ thì hắn phải xem xét là có nên nhúng tay vào để quyết sự tình phù phiếm này hay không. Nguyên nhân thứ hai chính là lúc hắn xuất hiện ở đây thì Đỗ Nguyên Nhi sau khi lạnh lùng liếc mắt, liền quay đầu lại mê luyến nhìn về phía vị nam tử diễm lệ kia. Phảng phất như hắn là một người xa lạ vậy, điều này quả thật có chút không đúng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ cũng là người ái mộ cô nương này hả? Điền mỗ trước tiên cần phải nói rõ ràng rằng trừ phi vị cô nương này nguyện ý rời đi. Nếu không ai cũng đừng tưởng đem vị mỹ nhân này cướp đi từ trong lòng ngực của ta. Nam tử mỹ lệ thấy tướng mạo Hàn Lập tầm thường, hơn nữa tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt, vỗ nhẹ bả vai của Đỗ Nguyên Nhi, bộ dáng bất cần nói. Hàn Lập thấy đối phương khinh bỉ mình như thế, nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu, mà sau khi dò xét nam tử kia cùng với Đỗ Nguyên Nhi thêm vài lần, đột nhiên trầm giọng quát, các hạ là ai? Tại sao lại dùng phương pháp mê hồn hạ thủ đối với người của bảy đại phái chúng ta? Lá gan cũng quá lớn đó. Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Hơn nữa thần tình còn tự nhiên nói, ngươi nói năng bậy bạ gì đó. Ta cùng với vị cô nương này chính là tâm đầu ý hợp mới ở cùng một chỗ. Các ngươi nếu không nhường đường thì đừng trách Điền mỗ hạ thủ vô tình. Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh ở một bên khi nghe lời nói của Hàn Lập lúc này mới giật mình hiểu ra. Lập tức khí thế hung hãn từ hai bên sườn vây quanh nam tử diễm lệ. Hơn nữa còn giận dữ nói, ta nói đồng sư muội như thế nào lại như bị bỏ bùa mê, không để ý đến hai người chúng ta. Nguyên lai là tiểu tử ngươi dùng tà pháp mê hoặc nàng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật ấy cho ta. Nếu không đừng trách tử quang của Phong mỗ cũng không khách khí. Chính ta cũng nhìn ra một chút không đúng, đồng cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt, nguyên lai lại là yêu nhân. Yến mỗ phải thay nàng giáo huấn ngươi một chút. Phong sư huynh cùng Yến Vũ nói xong,
liền phân biệt lấy ra một cái pháp khí màu tím hình chiếc bạt cùng với một pháp khí giống như đoạn thương, có ý tứ muốn ra tay. Nam tử Diễm Lệ đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trên mặt lại bao phủ một tầng hàn ý, lạnh lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình." Trong lòng Hàn Lập lại xuất hiện một chút cảm giác không ổn, theo bản năng cảm thấy tên này phi thường nguy hiểm. Vì vậy đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hướng bên tai của Đồng Huyên Nhi truyền âm hét lớn: "Đồng Huyên Nhi, nhìn xem ngươi làm được chuyện tốt chưa? Không sợ Hồng Phất Sư Bá giam cầm ngươi sao?" Khi Hàn Lập truyền âm, Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh không có phát hiện gì. Nhưng nam tử Diễm Lệ lại tựa hồ cảm ứng được, trừng mắt nhìn Hàn Lập, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn Đồng Huyên Nhi. Chính lúc này trên mặt Đồng Huyên Nhi lại hiện ra vẻ kinh hãi, mạnh mẽ giãy giụa thoát ra khỏi áo của nam tử Diễm Lệ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt, khó hiểu, tựa hồ vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh thấy vậy, tất cả đều mừng rỡ. Nhưng Hàn Lập thấy nam tử Diễm Lệ sắc mặt rất khó coi, lại muốn đi về phía Đồng Huyên Nhi nên hắn không nghĩ ngợi, lập tức đem nàng tách ra khỏi nam tử Diễm Lệ, thật khó khăn mới làm cho Đồng Huyên Nhi tỉnh táo. Làm sao lại để đối phương thi triển tà pháp thêm lần nữa được? Đồng Huyên Nhi thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tựa hồ nghĩ đến điều gì cực kỳ đáng sợ. Ngay cả liếc mắt nhìn nam tử Diễm Lệ cũng không dám, hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía Hàn Lập. Sau vài bước liền tránh ở sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai khỏi ánh mắt giận dữ của nam tử Diễm Lệ. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, vẻ mặt rất sợ hãi, còn đâu bộ dáng điêu ngoa. Sắc mặt nam tử có chút phát xanh, hắn dùng ánh mắt ác độc quét qua Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh, cuối cùng dừng tại Hàn Lập không rời. Nhìn thấy ba người đều dương mắt nhìn mình, đề phòng, hắn biết hôm nay muốn đem Đồng Huyên Nhi đoạt trở về chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì thần trí Đồng Huyên Nhi đã khôi phục, đến lúc đó ba người này cuốn lấy mình một đoạn thời gian thì cũng lánh đủ. Hơn nữa, một khi đã đánh nhau, có khả năng hấp dẫn người những tu sĩ khác mà hắn không muốn tại nơi này bị người nhận ra. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn thoát ra. Nghĩ đến đây gương mặt xinh đẹp có chút méo mó. Sau đó lạnh lùng nói, việc hôm nay không tính nhưng hình dáng ba người các ngươi ta sẽ nhớ kỹ, tự lo thân cho tốt đi. Nói xong, trên người nam tử Diễm Lệ chợt lóe lên hào quang ngũ sắc, biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa xa, chỉ để lại mấy người Hàn Lập đang tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Tại Phong Duyệt khách điếm, Hàn Lập cùng Yến Vũ ba người đang lắng nghe Đồng Huyên Nhi kể lại tình hình bị nam tử Diễm Lệ mê hoặc. Chẳng biết vì cái gì, sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút lập tức liền cảm thấy đầu ong ong một chút, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, thầm nghĩ phải liều mạng lấy lòng hắn, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, giống như hắn là chủ nhân của ta vậy. Trong lòng ta căn bản không hề có ý tứ phản kháng, nhưng ta rõ ràng là mới gặp hắn lần đầu a, như thế nào lại như vậy? Ta thật không muốn làm nô lệ của bất kỳ kẻ nào, Đồng Huyên Nhi nói, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hiển nhiên cảm giác vừa rồi bị nam tử Diễm Lệ kia chế trụ thân thể và tinh thần chính là lần đầu tiên nàng biết được, so với chết còn khủng bố hơn. Mà Hàn Lập cùng hai người khác sắc mặt cực kỳ khó coi liếc nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng. Mê hồn thuật của nam tử Diễm Lệ này lợi hại quá, nếu đối phương hướng ba người thi triển pháp thuật này thì bọn họ khó có khả năng ngăn cản được. Mọi người không cần lo lắng, ta xem mê tâm thuật của đối phương tuy lợi hại nhưng đối với chúng ta không có hiệu quả mới đúng. Hàn Lập trầm tư trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Như thế nào? Hàn sư đệ có cao kiến gì chăng? Phong sư huynh nghe Hàn Lập nói vậy, tinh thần rung động hỏi. Rõ ràng nếu mê tâm thuật của đối phương có thể thi triển đối với nam tử chúng ta, các ngươi cho rằng ánh mắt đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán hận, lại dễ dàng buông tha chúng ta sao chứ? Hoặc là đối phương pháp lực không đủ thi triển thêm lần nữa, tuy nhiên xem biểu tình đối phương đối mặt với ba người chúng ta không có chút sợ hãi. Thật sự là không giống pháp lực không đủ, cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hàn Lập bình tĩnh giải thích. Nghe xong lời này,
Phong Sư Huynh cùng Yến Vũ đồng thời thở ra một hơi. Một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật lợi hại này đối với nữ tử thì hai người bọn hắn không sợ. So pháp lực cùng pháp khí thì không có gì phải sợ. Hàn Sư Huynh, nếu nữ tu sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị khống chế cả đời chứ. Ta thật không muốn đâu. Đồng Huyên Nhi sắc mặt cực kỳ trắng bệch, nói xong cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Lần đầu tiên đem ba chữ Hàn Sư Huynh gọi ra với vẻ cực kỳ ai oán. Hàn Lập nghe xong cũng không có nói gì. Chính mình cũng không phải là tôi tớ quỵ lụy dưới quần của đối phương. Cho dù có muốn tìm người bảo hộ cũng không nên tìm mình mới đúng à. Hàn Lập lại không biết từ sau khi hắn cứu Đồng Huyên Nhi thoát khỏi tình cảnh đáng sợ bị tên kia khống chế tâm thần. Nàng liền theo bản năng đối với Hàn Lập tăng thêm vài phần ỷ lại. Vừa thấy nguy hiểm với mình, tự nhiên hướng về hắn làm ra bộ dáng cầu khẩn như vậy. Hàn Lập còn chưa có hồi đáp lại điều gì thì hai tên kia hào khí tận trời vỗ ngực tỏ vẻ. Muốn trong mấy ngày này ở cạnh bên để bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không để cho tên yêu nhân kia đắc thủ thêm lần nữa. Đồng Huyên Nhi nghe bọn họ nói như thế trong lòng cũng đã an tâm một tí. Dù sao có hai tu sĩ trúc cơ kỳ bảo vệ mình, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Lần này bị đối phương khống chế cũng chỉ vì dưới tình huống nàng một điểm cũng không đề phòng. Lần sau nàng sẽ không để đối phương dễ dàng khống chế mình như thế nữa. Vì thế, sau khi khôi phục được một ít tinh thần, Đồng Huyên Nhi lại cùng với hai vị này cười nói vui vẻ. Đem sự mị hoặc của bản thân phát huy cực điểm, làm hai vị này mê mẩn không biết Đông Tây Nam Bắc là gì nữa. Hàn Lập thấy cảnh này, có chút giở khóc giở cười lại nói. Công pháp mê thuật của Đồng Huyên Nhi cùng với nam tử diễm lệ kia tuy khác nhau nhưng có chung kết quả. Chỉ là chưa được bá đạo như tên kia mà thôi. Tuy nhiên hồ mị thuật của nàng khẳng định cũng là một loại mê thuật cực kỳ cao cấp. Có thể vô thanh vô tức mê hoặc nam tử cả về tinh thần lẫn thể xác. Theo như Hàn Lập chứng kiến thì không kém chút nào so với nam tử diễm lệ. Đồng dạng đều cực kỳ nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 259, Phong Động. Bất quá, Hàn Lập sợ hãi than cũng là dư thừa, chỉ có chút buồn bực. Mê hồn thuật này Hàn Lập tuy không tinh thông nhưng cũng biết một ít. Mỗi người tu tiên đều biết rõ thiên nhãn thuật, kỳ thật được xem như là công pháp tối cơ bản của mê hồn pháp thuật. Nếu cảnh giới pháp lực của hai tu sĩ chênh lệch thật xa thì khi sử dụng thiên nhãn thuật nhìn hai mắt của đối phương có thể khiến cho tâm thần của đối phương thất thủ, tại trận đấu liền lâm vào bị động. Một loại pháp thuật mê hồn khác chủ yếu là nhờ vào sự chênh lệch cảnh giới pháp lực rất lớn mới cường bức khống chế được tâm thần của đối phương. Tu vi của Đồng Huyên Nhi là trúc cơ sơ kỳ, mà của nam tử diễm lệ kia lại là trúc cơ trung kỳ. Theo lẽ thường mà nói thì tuyệt không có khả năng sau khi đối mắt thì sự tình lập tức bị đối phương chế trụ tâm thần, thật là hoang đường. Trừ phi đối phương phải là tu sĩ kết đan kỳ chuyên tu mê hồn pháp thuật mới còn có vài phần có thể. Nhưng xem vẻ mặt của nam tử diễm lệ lúc rời đi rất oán độc thì điều này có chút không giống. Tuyệt đối không có khả năng vị ấy là tu sĩ kết đan kỳ giả dạng làm tu sĩ trúc cơ kỳ trêu đùa bọn họ. Hàn Lập nghĩ như vậy, trong lòng mới an tâm thêm một ít. Dù sao thì khi nam tử diễm lệ rời đi lại mang theo biểu tình oán độc, hắn chính là phi thường cẩn thận. Khi hắn từ trong trầm tư ngẩng đầu lên thì lại thấy Đồng Huyên Nhi cùng hai người kia tán tỉnh lẫn nhau. Bộ dáng vừa rồi còn khổ sở đáng thương sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập thở dài một hơi, đứng dậy quay về phòng của chính mình. Nhưng khi Hàn Lập đem bàn tay đặt nơi cửa gỗ chuẩn bị đẩy ra liền bỗng nhiên nghe được thanh âm to, rõ của một nam tử từ bên ngoài khách điếm truyền đến. Khách nhân trong khách điếm nghe rõ đây. Ngày mai cử hành đại hội đoạt bảo, chia làm hai tổ tiến hành. Tu sĩ của bổn quốc cử hành tại ngọn núi phía tây Yến Linh Bảo, còn tu sĩ nước khác thì ở tại ngọn núi phía đông. Mời các vị sáng sớm ngày mai tham gia đúng giờ. Quá thời gian mà không đến, theo quy tắc sẽ tự động tước bỏ quyền thi đấu. Âm thanh này lặp lại liên tục 3 lần, sau đó tựa hồ người mới rời đi. Hàn Lập nghe nói như thế liền dùng mình.
nhưng sau đó vẫn không thèm để ý đẩy cửa đi ra ngoài, trở về phòng của mình. Đem tu sĩ của hai nước tách ra khỏi trận đấu, Hàn Lập tuy có điểm ngoài ý muốn nhưng cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn. Dù sao tu sĩ của bảy đại phái cùng với tu sĩ của nước khác đồng loạt tỉ thí, khẳng định sẽ xảy ra không ít những việc rắc rối. Tâm lý bài ngoại này, ở bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau, tình hình giằng co trong trà lâu ngày ấy cũng có thể nhìn rõ được. Hàn Lập một mặt suy nghĩ, một mặt khoanh chân ngồi xuống giường, chuẩn bị đả tọa luyện khí một đêm để sửa soạn tốt nhất cho đại hội đoạt bảo ngày mai. Tại một gian nhà nào đó của người dân trong Yến Linh Bảo, nam tử Diễm Lệ ngồi ở trên ghế, trước mặt có vài tên nam nữ đang cung kinh bẩm báo với hắn điều gì đó. Mà nam tử này mặt không chút thay đổi lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, chẳng biết vì sao lại cười lạnh. Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía tây Yến Linh Bảo, khoảng vài tên quỷ linh môn mặc áo xanh đang bận rộn ở đỉnh núi, thỉnh thoảng lại chôn xuống đất một vài thứ mà thiếu chủ quỷ linh môn cùng với hai vị tu sĩ kết đan kỳ ở giữa không trung lạnh lùng nhìn mọi thứ ở phía dưới. Thế nào, âm hỏa đại trận tạm thời này bị yếu đi nhiều như vậy, nhưng cũng có hiệu quả chứ? Thiếu chủ quỷ linh môn đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu môn chủ yên tâm, tuyệt không có vấn đề gì. Tuy chỉ là trận pháp tạm thời thôi nhưng có huynh đệ chúng ta chủ trì nên công hiệu vây khốn địch nhân có thể phát huy được một phần. Đương nhiên nếu trong trận có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hoặc là có pháp khí gì uy lực kinh người thì rất khó nói. Nhưng có thể khẳng định đa số tu sĩ không có năng lực thoát thân. Lão già trong Lý thị huynh đệ ho khan vài tiếng, có chút run run rẩy rẩy nói. Vậy thì ta không lo lắng nữa. Quỷ linh thập nhi về mà ta mang theo cũng không phải là không có việc gì làm. Với thực lực của bọn họ thì đối phó với mấy con cá lọt lưới này khơi khơi vẫn có thừa. Thiếu chủ quỷ linh môn không lo lắng nói. Lý thị huynh đệ nghe vậy, thấy không có vấn đề gì nữa nên cũng không hề lên tiếng. Kỳ thật, nếu không phải đem hồn phách cùng nguyên thần của các tu sĩ này bảo tồn đầy đủ thì huynh đệ bọn hắn đã trực tiếp ra tay, đem một ít tu sĩ trúc cơ kỳ này tiêu diệt, không phải là một việc nhỏ thôi sao, đâu cần phiền toái như thế này. Hai người Lý thị huynh đệ ngạo nghễ thầm nghĩ. Trong mật thất của Hoàng Phong Cốc tại Thái Nhạc Sơn Mạch ở ngoài ngàn dặm, có 7-8 tu sĩ kết đan kỳ đang hội tụ cùng một chỗ. Đều mang vẻ mặt khẩn trương nghe một vị lão già mang áo màu vàng râu tóc bạc trắng đang nói cái gì đó. Sắc mặt mỗi người theo lời nói của lão già cũng biết đổi không ngừng. Sư phó Lý Hóa Nguyên của Hàn Lập, Hồng Phất Tiên Cô cùng vị Lôi Vạn Hạc mập mạp kia đều có trong đó. Thần sắc cũng đồng dạng cực kỳ bất an. Không lâu sau khi các tu sĩ đi ra khỏi mật thất thì cả Hoàng Phong Cốc hoàn toàn trở nên náo động. Trên không trung các loại pháp khi bay đầy trời, ở địa phương thấp hơn một chút, từng làn sóng tu sĩ đang lộn xà lộn xộn. Sau một đoạn thời gian, các tu sĩ nhanh chóng tập hợp thành từng đội xuất phát từ Hoàng Phong Cốc ngay trong đêm đó, riêng rẽ bay đi các địa phương nào đó. Một màn như vậy, đồng dạng cũng diễn ra ở 6 phái còn lại. Hơn nữa, trong lúc đó người đưa tin giữa các phái thường xuyên qua lại không ngừng. Tựa hồ trong đêm đó, tu tiên giới của cả Việt quốc trở nên đằng đằng sát khí. Mà các gia tộc lớn nhỏ của Việt quốc đều trong mấy ngày sau đó đều lục tục nhận được một phong thư do trưởng môn của 7 đại phái cùng ký tên, yêu cầu tất cả đệ tử kiệt xuất của các gia tộc đến đợi lệnh. Nếu không tuân theo sẽ bị chấp pháp đội 7 đại phái tiến hành diệt tộc. Đương nhiên, 3 ngày sau điều lệnh mới đến Yến gia. Hàn Lập cùng với tu sĩ của 7 đại phái bởi vì ở quá xa tông phái nên tự nhiên chẳng hề biết những chuyện này. Cho nên khi ngày thứ hai vừa mới bắt đầu thì một số tu sĩ đã sớm đi đến ngọn núi nhỏ ở phía tây Yến Linh Bảo. Nơi đây đã xây dựng một tòa pháp trận thật lớn, ở trong có 2 gã trung niên mặc trang phục của Yến gia đang nhắm mắt ngồi. Mà tại phía xa pháp trận có một cái đài đất không cao, trên đó đồng dạng cũng có vài người của Yến gia bị vũ khí ẩn ẩn che khuất, đang đứng nghị luận điều gì đó. Xem ra là đợi sau khi các tu sĩ đều đến đông đủ mới có thể bắt đầu đại hội. Hàn Lập cũng đã ở đây, hắn cũng không có cùng với Đồng Huyên Nhi đến, mà theo thói quen tự mình đi trước một bước. Vừa lúc đó gặp trung niên cự kiếm môn Ba Tính, hai người tự nhiên tán gẫu với nhau vài ba câu. Ba huynh,
pháp trận này dùng để làm gì huynh biết không? Hàn Lập sau khi dò xét đại pháp trận vài lần, thấy có chút chướng mắt. Sau khi tán gẫu một chút, không khỏi hướng đối phương hỏi một câu. Thật hổ thẹn, tại hạ đối với trận pháp cũng không có am hiểu nhiều lắm. Nhưng có thể là cấm chế bảo hộ gì đó, dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta khi tỉ thí, khẳng định sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này. Nếu không thì tòa tiểu sơn này sao có thể chịu được sức ép của chúng ta? Ba tính sờ sờ cầm, không thèm để ý nói. Nga, đích xác rất có thể. Hàn Lập tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cảm giác được một cổ khí tức bất an ẩn ẩn trong pháp trận. Điều này không hề có quan hệ với sự nông sâu của pháp lực. Tất cả đều là một loại cảm ứng trực giác của hắn. Hàn Lập nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía. Lúc này đã có hơn 30 tu sĩ đến. Đạo sĩ của Thanh Hư Môn cùng với nữ tử phương tính của Thiên Khuyết Bảo cũng đã lục tục đi đến nơi đây. Hơn nữa còn tụm năm tụm ba nói cái gì đó. Hàn huynh đệ, chúng ta cũng qua chào hỏi mọi người đi. Ngươi xem vô tử bọn họ cũng ở đây rồi. Ba tính nhìn về phía mọi người tụ tập, mỉm cười hướng Hàn Lập đề nghị. Ba huynh cứ đi là được, tiểu đệ còn có chút việc cần phải làm, sẽ không quấy rầy các vị. Hàn Lập nhẹ nhẹ lắc đầu, không muốn cùng với nhiều người tụ tập lại cùng một chỗ. Thật sự sẽ làm cho người ta để ý. Vị tu sĩ cự kiếm môn này nhún nhún vai, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn một mình rời đi. Dù sao cơ hội để giao hảo cùng với nhiều tu sĩ khác phái cũng không có nhiều lắm, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hàn Lập nhìn thấy ba tính đi về phía đối phương, hắn cũng không ở lại tại chỗ, mà theo thói, quen tìm một góc hẻo lánh cách xa ma pháp trận nhất rồi đi tới. Sau đó lạnh lùng quan sát kỹ nhất cử nhất động của các tu sĩ khác. Hơn nửa canh giờ sau, Đồng Huyên Nhi với Phong Sư Huynh rút cuộc cũng tới nơi đây. Hơn nữa liền gia nhập vào một nhóm người mà tất cả đều là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Trong chốc lát liền như cá gặp nước khiến cho vài tên nam đệ tử nóng rực lên. Mà tên Yến Vũ vốn nửa bước không rời kia lại không vô ảnh vô tung. Điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Lúc này, 10 người mặc trang phục của Yến gia đứng trên đài đất thật ra đều là tu sĩ của Quỷ Linh Môn. Đang đếm nhân số ở trường đấu. Thiếu chủ, còn thiếu 2 người không có đến. Hơn nữa, thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Chúng ta có tiếp tục chờ hay không? Sau khi đếm xong, một tên tu sĩ Quỷ Linh Môn hướng thiếu chủ bẩm cáo. Không cần đợi nữa. Lập tức thông chi cho 2 lão mở đại trận. Nếu qua thêm một chút thời gian nữa chỉ sợ tu sĩ có chút thông minh liền nhận thấy được điều không ổn. Vậy thì càng không xong. Cho nên 2 gã tu sĩ không đến kia cho số 8 và số 12 trong thập nhị vệ đi đuổi giết. Mặc kệ vì sao chúng không đến nhưng cũng không thể để cho sống sót mà rời đi khỏi Yến Linh Bảo. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn một chút cũng không chần chừ, lập tức hạ lệnh, sát ý bộc phát. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 260, Quyền Sáo. Tu sĩ bên người thiếu chủ Quỷ Linh Môn lĩnh mệnh đi tới chỗ ngồi Lý Thị huynh đệ được ngụy trang trong pháp trận. Nhưng sau đó sắc mặt chợt biến, xoay người lại xin chỉ dẫn của hắn. Thiếu chủ, 2 vị trưởng lão nói có 3 gã tu sĩ cách trận quá xa, không thể cấm chế 3 người đó trong pháp trận. Xin thiếu chủ nghĩ chút biện pháp dẫn bọn họ đến gần hơn một chút mới được. Hắn trong mắt có chút ngạc nhiên, thầm nhíu nhíu mi. Tình huống loại này nằm ngoài dự kiến của hắn. Theo lý thuyết mà nói thì phạm vi cấm chế của âm hỏa đại trận tạm thời này không nhỏ. Thế nhưng lại có người không ở trong đó, thật là có chút cổ quái. Nghĩ vậy, Vương Thiền hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên ở ngoài phạm vi khống chế của pháp trận phát hiện có 3 người. Trong đó có một nam một nữ là tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông, đang thân thân thiết thiết riêng tư với nhau dưới một gốc đại thụ ở góc đông bắc của đại trận, có vẻ gian tình nên tránh xa mọi người. Người còn lại là một gã thanh niên áo vàng, tướng mặc bình thường đang nhàn nhạt nhìn chăm chú khắp ngọn núi, đúng là người cực kỳ cẩn thận Hàn Lập. Chính là 3 người đó sao? Vương Thiền có chút đăm chiêu lẩm bẩm nói, trầm ngâm một chút. Hắn nói khẽ với tu sĩ bên người vài câu gì đó,
chỉ thấy tên thủ hạ này không ngừng gật gật đầu. Tiếp theo, vị tu sĩ quỷ linh môn mặc trang phục của Yến gia đi ra vùng sương mù trên đàn đất, sau đó đứng cách trận pháp không xa, bắt đầu lớn tiếng nói, tất cả khách nhân đến tham gia đại hội đều đến báo danh đi. Sau khi thống kê được nhân số thì đại hội đoạt bảo mới chính thức bắt đầu. Tiếng nói của người này lập tức khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến, tiếp theo không tự chủ được liền tụ họp lại hướng phụ cận của pháp trận đi đến. Cặp nam nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đi đến, tiến vào phạm vi cấm chế của trận pháp. Thấy cảnh này, khóe miệng bên dưới mặt nạ của Vương Thiền không khỏi có chút nhếch lên. Nhưng khi ánh mắt chuyển đến chỗ Hàn Lập ở phía tây thì nụ cười bên miệng lập tức ngưng trụ lại. Bởi vì Hàn Lập trong mắt hắn thân hình hoàn toàn vẫn bất động, không có chút ý tứ nào muốn đi tới báo danh, thậm chí hai tay còn ôm vai, bộ dáng có chút hứng thú nhìn chúng tu sĩ dần dần tập trung lại một chỗ. Nam tử kia là đệ tử của phái nào? Sau cả nửa ngày Vương Thiền mới lạnh lùng hỏi. Xem trang phục thì đúng là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, tu sĩ quỷ linh môn ở Biên tựa hồ đã nhận ra thiếu chủ có chút không vui, cẩn thận trả lời. Bảo hai vị trưởng lão động thủ đi. Vị đệ tử Hoàng Phong Cốc này thật có ý tứ, giao cho ta hoạt động chân tay một chút cũng được. Vương Thiền nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt đã có một cổ huyết sắc ẩn ẩn lưu động, phảng phất nhẹ nhẹ phát tán ra mùi vị huyết tinh. Vâng, thiếu chủ. Vài tên quỷ linh vệ ở sau hắn dùng mình, cung kính đáp xa xa nhìn lại. Hàn Lập đứng ở một bên của sơn thạch, tựa hồ đang bộ dáng mỉm cười nhìn chúng tu sĩ đến báo danh. Nếu có người tiếp cận sẽ phát giác là hắn đang mỉm cười một cách cứng ngắt đầy miễn cưỡng. Hơn nữa trên trán cũng chảy ra nhiều giọt mồ hôi. Sao những người của Yến gia lại là tu sĩ quỷ linh môn? Sau một lát quan sát, Hàn Lập như bị sét đánh phát hiện ra. Khi người của quỷ linh môn đóng giả làm người Yến gia xuất hiện thì Hàn Lập cũng không hề nghi ngờ gì. Thậm chí sau khi nghe đối phương yêu cầu đến báo danh thì hắn cũng đã định tiến tới. Nhưng trong khoảnh khắc người ở phía sau phất tay chào đón các tu sĩ thì Hàn Lập đã giật mình phát hiện. Người của Yến gia này lại có móng tay màu xanh biếc dài gần nửa tấc, giống như đúc với móng tay của tên quái nhân tóc vàng quỷ linh môn ngày đó. Hàn Lập rất kinh ngạc, lập tức giống như bị gáo nước lạnh dội vào đầu. Hàn ý trong lòng tăng nhanh. Người bình thường sẽ không để móng tay màu xanh biếc, chẳng lẽ người nọ là... Trong lòng Hàn Lập kinh hãi đưa ra một phỏng đoán khó có thể tin được, sau đó tự nhiên không chịu bước về phía trước một bước. Trong khi hắn kiệt lực bảo trì khuôn mặt mỉm cười thì ánh mắt đồng thời cũng hướng xung quanh tiến hành dò xét. Nhưng xung quanh hắn tựa hồ rất bình thường, không giống có người mai phục, chẳng lẽ móng tay của người nọ chỉ là sự trùng hợp. Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn lập tức phủ định. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy? Hơn nữa cho dù là trùng hợp đi chăng nữa thì hắn cũng không định đi mạo hiểm, đặc biệt là cái pháp trận kia xem ra có điều gì đó không đúng. Nghĩ như vậy Hàn Lập không hề do dự, thần phong chu lập tức xuất hiện trên tay nhưng chưa đợi hắn thoát đi. Không thể tưởng được, ngươi tuổi không lớn nhưng còn sáng suốt. Nhanh như vậy liền nhìn ra sơ hở để chạy trốn. Đừng tưởng là có thể cứu được mình. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, không chần chừ mũi chân liền điểm xuống đất, thân hình đột nhiên bắn ra phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại. Tiếp theo một tay vỗ lên người, nhất thời một vòng bảo hộ màu đỏ đem hắn bao lại bên trong, đồng thời bên trong lại có thêm một tầng bảo hộ màu xanh có những mũi nhọn xuất hiện. Lúc này trong không trung truyền đến một âm thanh kinh ngạc, không biết là vì tán thưởng phản ứng cực nhanh của Hàn Lập hay là vì có chút ngạc nhiên khi hắn dùng kỹ xảo đồng thời phóng ra hai tầng vòng phòng ngự. Hàn Lập sau khi nghe âm thanh này mới thoáng an tâm đôi chút, sắc mặt ngưng trọng hướng không trung nhìn lên. Chỉ thấy trên cao hơn 10 trượng trong không trung có một người bận lục bào, mang mặt nạ màu bạc đang đón gió đứng thẳng trên một thanh cự xoa dài hơn một trượng. Mà toàn thân cự xoa màu xanh biếc này còn có một tầng hắc khí phát tán ra bốn phía, làm cho người xem trong lòng phát lạnh không thôi. Gặp phải cảnh này, Hàn Lập trong lòng lạnh cả người một trận, không thể kiềm chế được thốt lên, thiếu chủ quỷ linh môn. Hắc hắc, xem ra không cần giới thiệu thêm nữa, ngươi rất giỏi khi nhận ra ta.
Tuy nhiên ngươi đã chủ động tiến vào trong trận thì chỉ còn sống trong chốc lát. Hãy để ta lập tức rút lấy hồn phách của ngươi. Huyết sắc trong mắt của Vương Thiền so với lúc ở tại đài đất thì lớn hơn rất nhiều. Hai mắt hiện tại đã đỏ hơn phân nữa, ẩn ẩn phát ra vài tia thú tính. Điều này làm cho Hà Lập liếc mắt nhìn thì trong lòng kích động không thôi. Chẳng biết đối phương tu luyện loại mật pháp đáng sợ nào đây. Chẳng qua, khi nghe đối phương nói điều gì đó về trong trận làm Hàn Lập không khỏi nghiêng mắt nhìn, kết quả tình cảnh thu được làm sắc mặt của hắn âm trầm thật đáng sợ. Chẳng biết khi nào lại xuất hiện một bức màn thật lớn màu đen, lấy pháp trận làm trung tâm bao phủ hơn trăm trượng. Tất cả đều bị bao phủ. Bên trong tràn ngập sương mù nồng đậm màu đỏ đen, làm cho người ta không thể nhìn thấy tình trạng bên trong một chút nào. Hơn nữa còn vô thanh vô tức, không hề có tiếng vang phát ra, phảng phất như là không hề có một người. Mà bốn phía quanh hắc quang có 8 gã tu sĩ áo xanh đứng. Bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ ở trong đó, căn bản là không hề liếc mắt nhìn thiếu chủ bên này một cái. Xem ra thủ hạ của tên thiếu chủ này đối với hắn tin tưởng 10 phần. Hàn Lập liếc nhìn xong liền thu hồi ánh mắt cực nhanh, hắn không dám phân tâm thêm nữa. Tuy bộ dáng vị thiếu chủ này chỉ là trúc cơ trung kỳ nhưng không thể nghi ngờ rằng hắn tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Một khi không cẩn thận thì mình sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây. Nghĩ như vậy, Hàn Lập một tay hé ra ngoài. Một điểm bạch quang theo lòng bàn tay vọt ra. Tiếp theo đón gió lớn lên, đảo mắt đã biến thành một cái khiên hình vảy cá màu trắng, ngăn ở trước người. Tay khác vung ra, quảng thần phong chu ra phía sau 7-8 trượng để nó từ từ phiêu phù trong không trung. Về sau theo như Hàn Lập đã định, đương nhiên là sẽ lên thần phong chu chạy khỏi nơi đây. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới đánh bừa với tên thiếu chủ này. Trước đừng nói là đánh không lại thiếu chủ của một phái. Cho dù là đánh lại đi chăng nữa thì sau lưng người ta còn một đống người trợ giúp nữa. Hắn làm gì có được bổn sự như vậy, cũng sẽ không làm cái loại ngốc nghếch đó. Đối với Hàn Lập mà nói thì chạy nhanh trở về Hoàng Phong Cốc, đem sự tình của Quỷ Linh Môn cấu kết với Yến gia trình báo một chút. Cũng chính là khả năng mà mình có thể làm được, cho nên sự an toàn Đồng Huyên Nhi cùng với Phong Sư Huynh cũng chỉ có thể trông cậy vào sư phó của bọn họ tự mình đến cứu thôi. Vương Thiền thấy những hành động này của Hàn Lập lại điên cuồng cười ha ha, ẩn ẩn lộ ra hàn ý làm Hàn Lập phát lạnh. Muốn chạy, ngươi chạy đi đâu? Chết cho ta. Nói xong, thân hình hắn ở trên xoa đột nhiên quay vòng, phút chốc xuất hiện một cổ hồng vụ nồng đậm màu máu tươi tranh nhau toát ra trên người. Tiếp theo liền hóa thành một đám mây máu cao đến vài chục trượng, khí thế hung hung quét đến Hàn Lập. Hắn thấy vậy rút cuộc không dám chần chờ, liền nhảy lên thần phong chu, linh lực hoàn toàn triển khai. Trong chớp mắt cả chiếc thuyền mang người hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc hướng lên trời bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn không biết là độn thuật của huyết linh đại pháp nhanh đến mức nào. Ngươi căn bản không thể có khả năng trốn thoát. Vương Thiền cười điên cuồng, theo sát sau thân Hàn Lập tuy không có quay đầu lại nhưng Hàn Lập vẫn có thể cảm giác được âm thanh của đối phương. Tựa hồ càng ngày càng gần mình. Độn thuật của người này so với tốc độ toàn lực của thần Phong Chu còn muốn nhanh hơn một chút. Sắc mặt của Hàn Lập đã có chút phát xanh. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.